khúc. Mày ngủ quên hả? Ủa? Mẹ đang ngủ quá hả? Trời ơi. Mỗi bữa bình thường ngồi coi có mấy bà ngồi bàn luận rồi gì rơm rã. Giờ con mình ên coi chán quá, không ai nói chuyện ngủ nào không hay. Mẹ ơi, con đưa mẹ lên phòng ngủ cho thoải mái nha mẹ. Thôi được rồi, mẹ đi được mà. Thôi mẹ lên phòng ngủ nha. Hai đứa cũng tranh thủ đi ngủ đi. Tắt tivi đi con. Mẹ ráng nha, mốt có hai mẹ về á, coi chung là bạn luận chung cũng vui mà nha. Giờ mẹ lên lầu ngủ nha. Rồi rồi. Được mẹ. Được rồi, nhớ tắt tivi nữa nghe. Dạ. Anh biết không, ngày hôm nay á em đi lấy tin, nó có một cái tin này mất cười lắm. Buồn ngủ quá. Thôi anh ngủ trước nha. Anh còn định giận em tới bao giờ nữa chứ? Mẹ Cúc, sao mẹ dậy sớm dữ vậy? Ừ thì mẹ ngủ không được cho nên mẹ dậy luôn. À mẹ đang nấu hả? Để con nấu giùm mẹ. Thôi khỏi, mẹ làm xong hết rồi. Nhiệm vụ của con là kêu chồng con xuống ăn. Dạ, ảnh xuống liền giờ hả mẹ? Ừ. Ủa, mẹ ơi, sao mà mẹ nấu nhiều dữ vậy? Nấu nhiều hả? Ờ, sao nấu nhiều dữ vậy ta? Nhớ rồi. Trời ơi, mẹ quên là ở nhà mình á, lúc trước ăn sáng á, là đông đủ người vui vẻ. Ôi mà không sao con ơi, nấu dư còn hơn nấu thiếu. Ăn đồ ăn dư á, thì cứ bỏ tủ lạnh đi, khi nào ăn lấy ra hâm, hiểu chưa? Bưng qua đây mẹ chan nước dạ, chưa? Mẹ. Ừ. Hả? Ừ? Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ thấy mệt trong người hả mẹ? Mẹ có sao đâu, mẹ đâu có mệt, mẹ bình thường mà. Mà con biết không, mẹ quen cái cảm giác á, là sáng nhà mình ăn sáng đông là vui nè, người nói một câu, người kia cãi lại một câu rồi cười nói, rộn ràng quen rồi. Bây giờ không có hai mẹ con ở nhà, nhà có ba người ăn nó im lặng cho nên mẹ ăn có vô. Nhưng mà mẹ cũng phải ăn một miếng chứ mà, sức khỏe là quan trọng mà. Mẹ biết rồi, nhưng mà ăn không vô thì ăn đâu có ngon miệng con. Thôi bây giờ nè, Thảo chúng đưa con dẹp cho mẹ đi ha. Đồ ăn dư thì bỏ trên tủ lạnh đi. Bây giờ mẹ ra ngoài quán, cái trưa mẹ đói mẹ về mẹ lấy mẹ hâm lại mẹ ăn nha. Hai vợ chồng con cũng ăn lẹ đi rồi đi làm hay không? Dạ mẹ. Dẹp cho mẹ nha. Dạ mẹ đi cẩn thận nha mẹ. Ừ. Thôi anh cũng no rồi, anh không ăn nữa, anh đi làm trước nha. Anh Tùng, tụi mình nói chuyện với nhau một tí được không? Chuyện gì? Anh tính cứ lạnh lùng với em như vậy tới khi nào? Anh nói gì vậy? Anh thấy anh bình thường mà, anh lạnh lùng chỗ nào? Em không phải là con nít mà không nhận ra được thái độ của anh dành cho em mấy bữa rày. Thả là có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra với em, anh lớn tiếng với em cũng được. Có gì thì tụi mình sẽ cùng nhau giải quyết. Còn hơn là như vậy, em cảm thấy khó chịu dữ lắm.
Nè, có phải là anh Dũng đang rất bất mãn về chuyện em sắp xếp cho các mẹ ở riêng đúng không? Tại sao anh không hiểu cho em vậy? Vậy là hôm nay em muốn nói hết ra đúng không? Sao? Em làm vậy để được gì? Anh phải hiểu là từ nhỏ em không có mẹ, một mình em sống với ba người đàn ông. Thật sự là không có ai dạy cho em cách phải yêu thương, cách phải chăm sóc người khác như thế nào hết á. Em chỉ nghĩ đơn giản là cái cách yêu thương, cách quan tâm tốt nhất á là cả hai đều tôn trọng nhau. Cái sự tôn trọng á đến từ hai phía, và miễn làm sao cho tất cả mọi người có một cuộc sống vui vẻ và thoải mái nhất là được. Nhưng mà vì yêu anh, kể từ khi yêu anh, em chấp nhận bước vào một căn nhà với ba người phụ nữ xa lạ. Em học cách chăm sóc mọi người, cách quan tâm mọi người. Nhưng mà anh phải biết là cái cảm giác sống một mình với những người xa lạ, những người thân mới, nó rất ngột ngạt, nó rất khó chịu. Em đã phải cố gắng như thế nào? Anh có hiểu cho cảm giác của em không? Ủa? Nếu mà như vậy á, tại sao em lại tìm cách đuổi các mẹ đi? Hả? Mình có thể có nhiều cách mà. Tìm cách đuổi các mẹ đi có phải cách giải quyết không? Và chưa kể trong lúc sống chung á, anh thấy các mẹ rất là bình thường, rất là vui vẻ với em mà. Anh cảm thấy vui vẻ, anh cảm thấy bình thường bởi vì đó là mẹ của anh. Anh sống với họ từ nhỏ. Cái cảm xúc tình thương của anh nó khác với em. Tại sao chưa bao giờ anh hiểu cho cảm xúc của em hết vậy? Anh có hiểu cho cảm giác của em không? Hiểu cảm xúc của em hả? Vậy thì sau khi mà em đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi nhà rồi đó, có vui vẻ hơn không? Em làm tất cả mọi chuyện như vậy á cũng chỉ để cho hai vợ chồng mình có một không gian riêng thoải mái hơn, có một cuộc sống vui vẻ và thoải mái hơn thôi mà. Rồi sao? Em có hiểu cho cảm xúc của anh không? Khi lần lượt em đẩy hết tất cả những người thân của anh đi ra khỏi nhà này, thì anh có vui được không? Hả? Anh có vui được không? Tại sao lúc nào anh cũng phải cố chấp hết vậy? Chính vì bản tính cố chấp của anh không thông cảm cho em, anh không hiểu cho em nên tụi mình mới ra tình cảnh như vậy nè. Đúng, anh cố chấp vậy đó. Anh cố chấp thì sao? Hả? Nếu em cứ như vậy á thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em được đâu Thảo. Thì ra là hai đứa nó cãi nhau vì là ở chung với mẹ chồng. Em có hiểu cho cảm xúc của anh không? Khi lần lượt em đẩy hết tất cả những người thân của anh đi ra khỏi nhà này, nếu em cứ như vậy á thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em được đâu Thảo. Sao ngồi xuống đây, nhớ tôi qua thăm tôi chứ gì? Trời ơi, tôi nói thiệt với bà nghe, mấy chục năm tụi mình ở với nhau, vui có, buồn có, hả, đi ra đi vô đụng người này đụng người kia. Ta nói bây giờ đi có một mình tôi, trời ơi mà tôi có chuyện tôi tức ấm ức. Tôi biết rồi, không ai cãi lộn với bà cho nên là bà buồn chứ gì. Tôi nói bà nghe nè, cái chuyện này như vậy. Chị Cúc. Ủa ông xã? Mới qua chơi hả? Ừ, qua kiếm bà tâm sự. Cúc với mới bà. Qua chơi đi chút xíu rồi nhớ vợ rồi, tôi đi xíu cũng nhớ vậy. Trời. Trời. Gì vậy? Trời tóc thơm quá à, xài dầu gội gì vậy? Anh này mệt quá. Cúc cười kìa. Hai chị em nhớ nhau thì tâm sự đi. À, để em xuống em nấu một bữa sáng cho cả nhà mình ăn. Trời ơi, được không á? Sao không được trời? Nè nè nè, em nghe thằng Khoa nó nói nha. Hồi trước á, anh Toàn á là cà khịa rồi cái sai thằng Khoa nấu ăn không à. Còn hôm nào á, mà anh mà có hứng lên đấy nha, muốn xuống bếp nấu ăn á, là y rằng bữa đó ăn không có được. Dám đâu, thằng Khoa này hở một cái là nói xấu chú nó. Lát nữa nó về là anh sẽ xử cho nó. Em đừng có can nha, để anh xử nó. Em thấy nói đúng mà, có nói gì mà không đúng đâu. Nói đúng là nói đúng chuyện hồi xưa thôi. Còn bây giờ khác rồi, bây giờ là anh nấu ăn lên tay lắm rồi. Nhờ sự chỉ dạy, chỉ giáo em là giờ anh nấu là như đầu bếp trưởng vậy đó. Trời ơi. Rồi anh em ngồi chơi ha, nói chuyện thoải mái, em xuống nấu. Được rồi, thơm quá. Thôi đi đi mà. Nó không thơm với sợ.
hung ghiền á trời. Ủa rồi không, tôi hỏi bà nè, hỏi thăm bà trước, lâu quá không gặp. Cái chuyện buôn bán của bà sao rồi? Cái chuyện buôn bán tôi để qua bên đi. Tại vì buôn bán mở cửa lúc nào cũng được. Mình tiệm của mình đó, phải mình làm công cho ai đâu mà mình sợ. Nhưng mà trời đất ơi, cái chuyện gì? Tôi nói bà nghe. Chuyện gì mà quan trọng? Ơi. Dạ, dạ. Cái chảo nhỏ nhỏ mà để dưới đó, chảo không dính á, em để đâu vậy? Cái chảo đó đó, trời ơi, nhà gì đâu mà xài nguy hiểm quá. Nó gãy cái cán ra luôn rồi hả? Xài cái chảo không, đâu xài cái cán đâu. Ôi, nó cầm vô nó phỏng, em bỏ rồi. Anh lấy đỡ cái chảo to em mới mua đó, cái chảo to đó, anh xài đỡ đi. Chảo bự á, đi đi. Ok bà xã. Ok ông xã. Trời, tóc vẫn thơm á nha. Hai người ngồi chơi nha. Trời ơi, bà nói cái chuyện gì mà quan trọng hơn cái chuyện quán của bà nữa, sao làm tôi hồi hộp vậy? Chuyện gì? Tôi ấm ức kỹ lắm, chuyện là vậy. Ủa? Dạ. Ơi. Ơi. Cái hũ muối để đâu vậy? Trời ơi, cái hũ muối để ở trọng đó. Kế bên cái hũ đường đó chứ đâu anh? Anh thấy cái hũ đường à, anh thấy cái hũ muối. Bà đợi tôi chút nha. Rồi đem xuống em chỉ cho nè, khổ anh ghê hả? Đâu vậy? Đây nè, con mắt anh để đâu vậy? Nó nằm kế bên vậy mà không thấy nữa. Trời ơi, nó nằm kế hũ bột ngọt em ơi. Rồi, thôi anh làm đi. Ổng vậy đó, như con nít vậy đó. Tao nói để kế bên hũ bột ngọt nhưng mà cũng không thấy. Sao cái chuyện này tôi nghe đi. Tôi ấm ức dữ lắm, tôi tức gì mà ấm ức. Bà nghe như thế này nè. Ôi da! Cái gì vậy anh? Sao vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, thiệt tình nha. Văng lắm. Đưa coi. Ai da. Trời ơi, phỏng tay rồi kìa, anh không có cẩn thận gì hết. Đúng là vợ chồng son. Vợ chồng nó đang vui vẻ hạnh phúc, mình đừng nên phá vỡ. Chắc chuyện con Thảo mình nói sao quá. Anh làm sao nó văn dữ vậy? Bà trốn qua thôi, tôi đi về nha. Ê, đợi tôi chút xíu đi nha. Trời ơi, đang nghe chuyện của bà mà. Đâu có, đợi chút. Nè, trời ơi, không có chuyện gì hết trơn á. Tay ổng bị phỏng vô coi còn sao chừng để thẹo á. Tôi qua không có chuyện gì á, tính gặp bà tâm sự là gì nè. Gì quan trọng? Không có, cô nói quan trọng là vậy chứ không có gì quan trọng hết á. Về Út của tôi dưới quê đó, bà gả gái. Rồi cái tính qua rủ bà bữa nào rảnh đi về dưới ăn đám cưới vậy thôi. À vậy thôi hả? Vậy bà làm tôi hết hồn. Rồi trước khi bà đi á, bà điện báo tôi. Dạ. Rồi em xuống liền. Trời, báo tôi biết trước nha, tôi đi nữa. Tôi thích đi về quê lắm. Trời, tôi xin lỗi bà nha thiệt á. Trời ơi, sao vậy mình ơi? Trời ơi, nó nóng quá vậy. Để đó từ từ em làm cho mà, đừng có làm nữa phỏng rồi. Cúc, khỏe không? Nhìn mặt là biết rồi, nhớ bà quá à. Tôi cũng nhớ bà quá trời quá đất luôn. Nè, sao mặt bà buồn vậy? Bà kêu tôi ra đây có chuyện gì không? Mà nói nghe nè, mắc cười quá à. Tại sao ông hẹn ở nhà hay hẹn quán cà phê bắt tôi ra ngoài đây kia vậy? Nói nghe, tôi nhớ bà lắm. Có nhiều chuyện muốn tâm sự với bà. Nhưng mà sợ tới nhà được có con cái nó không tiện. Có gì đâu mà nè, có chuyện gì không? Tôi nói bà nghe nè, sao rồi, từ khi ra ở với con gái thì thấy làm sao? Còn hỏi nữa, cuộc đời của tôi là chỉ mơ ước được gặp con gái thôi. Bây giờ hai mẹ con tôi cứ quấn quýt bên nhau mà bé Thư dễ thương lắm bà, tối ngày cặp cho tôi cười hoài à. Tôi thật sự rất là mãn nguyện. Nói nào ngay, cũng nhờ anh Thảo. Nếu mà không có con Thảo á, thì tôi sẽ không gặp được con gái của tôi. Tôi cảm kích con Thảo lắm đó bà. Tôi hỏi bà cái chuyện này mà nói thí dụ thôi nha. Thí dụ như là Thảo á, nó giúp bà tìm được con gái. Mà không phải là tại vì cái lòng xuất phát từ cái lòng tốt mà có một cái mục đích gì á, thì bà nghĩ như sao? Nghĩ sao là sao trời ơi. Bà sao vậy? Tôi nói thiệt với bà đó hả? Nếu mà con Thảo nó không giúp tôi gặp con gái của tôi thì giờ này á, tôi đâu có ngồi mà vui vẻ như vậy. Nói chung là tôi nghĩ là Thảo nó giúp tôi vì cái lòng tốt thôi, chứ không có gì hết á. Với lại tôi đang cảm kích nó nữa, tôi biết ơn nó nữa. Thì tôi nghĩ không mục đích gì ngoài muốn giúp tôi. Tôi nói thật với bà, bây giờ là cho dù gì chăng nữa tôi cũng rất là mỹ mãn, mãn nguyện lắm bà. Tôi nói thật. Không, ý là tôi hỏi tỷ dụ như vậy đó. Mà nè, có chuyện gì không? Mà nếu mà có tí chủ chuyện gì nữa, tôi cũng không nghĩ là con Thảo nó giúp tôi vì mục đích gì đâu bà. Chỉ là lòng tốt của nó thôi. Bà Mai, bà đang rạng người hạnh phúc.
mình có nên kể chuyện con Thảo ra không ta? Ừ, không có gì thì tôi hỏi vậy đó mà, chứ hỏi con Phong Long vậy thôi. Trời ơi, thấy bà gương mặt rạng ngời hạnh phúc là tôi mừng cho bà rồi. Rạng ngời hạnh phúc á thì tôi cũng nhớ mấy bà, lại nhớ hai đứa nhỏ nữa. Ê, bữa nào đi tụi mình ráp lại rủ bà nè, rồi bà Trúc nữa, rồi mấy đứa nhỏ nữa nha. Tụi mình họp mặt bàn lần ha. Nhớ cái gì gọi tôi nghe. Uống gì không? Ờ, quên nữa. Em ơi. Anh. Gì vậy? Bình thường em đi làm mình được mà, tự nhiên để em đi mình đi rồi đòi đi theo em chi vậy? Có gì đâu, anh muốn đưa em đi làm, muốn rước em về. Với lại lâu quá hai vợ chồng mình không có dịp mà đi ra ngoài mà hít thở không khí trong lành, uống cà phê, nghe nhạc, hít thở chứ ở nhà hả? Anh lủi thủi mình hoài buồn muốn chết. Tại em thấy mắc cộng anh, để anh nhà anh ngủ, anh nghỉ đi, đi theo em. Ôi, chứ em đi làm sớm mà. Ở nhà mình buồn lắm, đi với em vui nè, đưa rước em, hạnh phúc của anh nè. Trời không ơi, biết trời được mấy bữa à. Cả đời nha. Anh cả nói đó nha. Vợ ơi. Con chào chú, con chào cô. Trời ơi, thằng bé thấy thương quá đi. Chú chào con. Con mấy tuổi? Con 4 tuổi. Rồi. Trời ơi. Không được quấy cô chú nha con. Dạ. Không sao đâu chị. À, cứ để cho thằng bé đứng đây chơi em chút cũng được. Con tin gì? Con tên mì gói. Trời ơi, con tên mì gói hèn gì, cái đầu cũng như tô mì gói vậy đó. Cái này mà có hai trứng gà đập vô một cái hình tô mì gói ăn ngon. Trời ơi, thấy cưng quá à. Ủa, chị, thằng bé dễ thương quá à. Thằng bé là cháu nội hay cháu ngoại của chị vậy? Cái gì mà cháu nội cháu ngoại? Là con tôi đẻ ra đó. Vô duyên à. Đi về con. Bye bye mì gói. Cái gì vậy? Anh, người ta đi rồi làm gì vậy? Sang chấn tâm lý hả? Trời, cái bà chị đó lớn tuổi hơn em luôn mà còn đẻ được. Vậy là em vẫn còn có cơ hội. Xin con. Anh muốn nói gì vậy? Vậy là mình vẫn có cơ hội có con. Anh thích có con hả? Đúng rồi, trời ơi, bà chị đó lớn tuổi mà bà còn đẻ được. Em nhỏ tuổi hơn bà quá chừng, là mình dư sức. Không phải là không đẻ được, mà em thấy vậy nè, hai vợ chồng mình cũng lớn tuổi rồi đúng không? Mà thí dụ mình có con nhỏ xíu vậy là có kỳ không? Trời ơi, có gì đâu, chỉ cần em đẻ thôi, chuyện nó không cần lo. Trời, anh có kinh nghiệm mà. Hồi đó anh đã chăm thằng Khoa, chăm con Thảo từ lúc nhỏ xíu, thai tả cho nó thế này thế nọ, anh có kinh nghiệm. Không có sao, chỉ cần em đẻ thôi, mọi chuyện anh lo hết. Trời, nhiều khi á, anh sẽ bỏ hết những công chuyện ngoài shop luôn, đóng cửa shop luôn, ở nhà chỉ chăm con và chăm em thôi. Chỉ cần em đẻ thôi. Nhưng mà anh hứa với em luôn, anh sẽ không la cà đi đâu nữa hết. Anh bỏ chơi game luôn, bỏ hết tất cả những công việc, chỉ tập trung vô con của chúng ta và em thôi. Để em suy nghĩ thêm nha. Ơi, nhà rộng mênh mông của mình ở à. Vậy ăn cơm cũng có mình ơn nè à. Nhưng mà vì yêu anh, kể từ khi yêu anh, em chấp nhận bước vào một căn nhà với ba người phụ nữ xa lạ. Nhưng mà anh phải biết là cái cảm giác sống một mình với những người xa lạ, những người thân mới, nó rất ngột ngạt, nó rất khó chịu. Em đã phải cố gắng như thế nào, anh có hiểu cho cảm giác của em không? Giờ hai bà kia dù sao cũng có gia đình riêng rồi, có người thân luôn. Còn có mình ở đây hoài không chừng lại làm phiền hai đứa nhỏ. Mẹ Cúc. Ủa, mới làm về hả con? Dạ. Nè, ủa rồi Tùng đâu? Nó không về chung con hả? Dạ, hôm nay con có phỏng vấn nên là con đi về trước. Dạ. Ở trong bếp còn cái gì không? Để con phụ mẹ bưng ra nha. Khỏi, ngồi đây để mẹ lấy cho.
về luôn rồi. Thưa mẹ con mới về. Thôi hai chồng lên thay đồ đi con, rồi mẹ dọn cơm cái mình ăn luôn ha. Thôi mình ăn luôn đi mẹ, thay đồ rồi cơm nguội hết trơn á. Mẹ lấy chén. Mẹ ngon. Ơi, chắc con hơi mệt, con xin phép mẹ cho lên lầu nghỉ trước. Mẹ cứ ăn đi, lát con xuống ăn dặn cho. Đây con bế cơm cho. Con mệt. Cũng mệt rồi, để con nghỉ đi sao đó. Nè mẹ, mẹ ăn cái này đi nha mẹ. Con thấy giờ này mẹ ít ăn nha, sức khỏe mẹ yếu rồi, nhìn mẹ hốc hác lắm á. Mẹ biết rồi, Tùng à Tùng. Con đoán nha, mẹ hỏi con là để mẹ kêu con dẫn mẹ đi thăm mẹ chút với lại mẹ Mai đúng không? Giờ mẹ nhớ hai mẹ lắm rồi đúng không? Nói nghe nè, mẹ có gặp hai bả rồi, con á nên chở vợ con đi thăm hai mẹ đi, hai mẹ nhớ tụi con lắm á. Giờ này cổ bận lắm mẹ ơi, để con đi thăm mình được rồi, để có gì mai con đi. Cũng tại mình mà tụi nó hụt hạt với nhau. Còn sống với mẹ chồng ngày nào là hai đứa không yên ngày đó. Tùng à, mẹ muốn dọn ra quán mẹ ở. Sao vậy mà? Ồ đâu có làm sao đâu. Tại con biết không, lúc này ở ngoài chỗ quán mẹ mất trật tự lắm, mất an ninh nữa. Ôi ôi, mấy nhà đã bị ăn trộm ăn cắp rồi đó con. Là biết sao không, tối không có ai giữ quán thì sẽ mất mát, cho nên mẹ sợ. Vậy nếu mẹ sợ thì để con ra canh quán chung mẹ nha. Sao được, con ban ngày đi làm mệt mỏi, về nhà phải nghỉ ngơi, quán của mẹ mẹ lo được. Chứ con không để mẹ ra quán ở vậy được đâu. Nếu mà mẹ không yên tâm thì thôi để con lắp camera cho mẹ. Trời ơi, con biết là mẹ hà tiện hà tặng mà, lắp camera chi cho tốn kém vậy con. Trời ơi, con biết không, ban ngày mẹ ở đó mẹ bán, xong tối mẹ ngủ luôn, tiện quá trời. Con thấy không có gì tiện á, tại đây là nhà của mẹ, mẹ phải ở đây chứ. Con không có đồng ý cái chuyện mẹ đi ra chỗ khác mẹ ở đâu, con không muốn thay đổi nữa. Cho nên là con nghĩ là nếu mà mẹ không yên tâm á thì thôi bây giờ con muốn bảo vệ cho mẹ nha, bảo vệ trực đêm đó luôn. Trời ơi con ơi, là con, cái quán nước của mẹ có chút xíu à, bán lời lớn nhiều, mới bảo vệ trời ơi tốn kém đi lắm. Yên tâm. Trời ơi, mẹ ra ngoài, mẹ ba ngày mẹ bán, tối mẹ ngủ mẹ canh cửa tiệm là mẹ mới yên tâm, con hiểu không? Mẹ, con hỏi mẹ này nè. Con với mẹ Thảo có làm Phật lòng mẹ không? Ôi trời ơi, đừng có nghĩ vậy con ơi. Không có, hai đứa không có làm gì mẹ buồn hết trơn. Ra quán mà canh là do mẹ, tại mẹ sợ chỗ đó không có mẹ giữ thì nó sẽ ăn trộm ăn cắp. Thành thử mẹ sợ vậy thôi, chứ đừng có suy nghĩ lung tung. Không có, hai đứa không có làm gì mẹ phiền hết, hiểu không? Thấy nếu vậy thì không có lý do gì mà để mẹ phải đi ra ngoài quán mẹ ở hết đó. Bây giờ nguyên nhà còn có một mình mẹ, hai mẹ kia đã đi rồi. Mẹ đi nữa thì ai ở với con? Thì con thấy cần thiết thì mình đóng cửa quán luôn đi mẹ. Mẹ cứ ở nhà mình nghỉ ngơi cho thoải mái. Con đủ khả năng để con nuôi mẹ mà. Mẹ biết con có hiếu, con đủ khả năng nuôi mẹ. Nhưng mẹ còn khỏe mạnh, mẹ còn làm ra tiền nữa thì tại sao để con nuôi, hiểu không? Trời ơi, không có gì hết trơn á. Mẹ ở quán dưới đây cũng gần, có gì mẹ xẹt qua xẹt về có làm sao đâu. Nghe. Thôi bây giờ mẹ nghe con nói nha. Con quyết định rồi, đó là cái ý của con. Nhưng mà mẹ cứ suy nghĩ đi. Mà con không có đồng ý, con không tán thành cái chuyện mà mẹ đi ra khỏi nhà ở, mẹ đi ra quán ở vậy. Con không đồng ý nha. Thôi con sẽ phép mẹ con lên lầu trước. Tùng à, Tùng, Tùng. Mẹ, con để trong đây có vài bộ đồ với mấy thứ cần thiết thôi. Mẹ ra quán ở đỡ vài bữa, tình hình ổn thì mẹ về nha. Có cần thêm thứ gì thì mẹ nói con bưng ra. Còn nếu được thì thôi con ra ngoài quán con ở với mẹ mấy bữa đó luôn cũng được. Ôi, cần gì mà ra quán ở chỗ nhỏ xíu ra. Một mình mẹ ở là được rồi. Với lại ở ngoài quán mẹ đâu có thay đồ nhiều như đi du lịch đâu. Hai ba bộ thay qua thay lại là được rồi. Mà mẹ, sao tự dưng cái mẹ dọn ra quán gấp vậy? Con có nghe mẹ nói gì đâu. Thì cái này cũng đột xuất thôi con. Tại vì mẹ ra quán mẹ bán đó.
Rồi mẹ nghe mấy người ở gần đó nói là cái khu vực mình không có an ninh, ăn cắp ăn trộm dữ lắm, cho nên tối là phải có người giữ quán mẹ mới yên tâm. Mà con biết tánh mẹ rồi, trời ơi, ở quán mà mất cái gì là mẹ suy sụp tinh thần liền á. Thôi để mấy bữa tối con với anh Tùng sẽ sắp xếp ra ngoài thăm mẹ thường xuyên, còn không thì tụi con ra ở ngoài với mẹ luôn. Trời ơi, chỗ mình mẹ mà. Mẹ, mẹ nói chuyện này với anh Tùng chưa? Hồi tối mẹ nói với nó rồi, nó không nói con hả? Dạ, chắc tại tối hôm qua con ngủ sớm quá, con mệt đó mà, nên anh Tùng anh không kịp nói. Thôi đưa cho mẹ. Cái vali này là sao vậy mẹ? À, đồ mẹ soạn để mẹ đi ra quán mẹ ở đó mà. Hồi tối mà nói chuyện này với con rồi. Mà con đó nói con không đồng ý mà. Lại là em nữa đúng không Thảo? Con nói gì vậy? Sao em thích dọn quá vậy? Là em kêu mẹ ra khỏi nhà đúng không? Nè, anh nói cái gì vậy? Chuyện mẹ đi em cũng có biết gì đâu. Không biết hả? Không biết sao không cản mẹ lại? Bộ hai người kia đi chưa đủ với em hả? Nè, anh đừng có quá đáng nha. Chuyện mẹ đi em cũng có biết gì đâu, xanh quá đáng quá giờ tự nhiên nói em vậy. Con, để mẹ giải thích cho chồng con hiểu. À, không phải gì đâu. Con xin lỗi mẹ. Thảo à, Tùng à, cái chuyện này á, vợ con cũng mới biết thôi à. Sao con trách nó làm chi vậy? Hả? Mẹ ơi, mẹ đừng có nói đỡ cho cổ. Vợ con sao con biết rõ. Còn cái chuyện mẹ dọn ra khỏi nhà con nó không đồng ý rồi mà. Mẹ cứ ở nhà, mọi thứ để con lo, con nuôi mẹ được. Còn nếu mẹ buồn á, mẹ có thể đi qua hai mẹ kia chơi được mà. Mẹ nói cho con nghe, bây giờ á, mẹ Trúc với mẹ Mai con á, người nào cũng có gia đình riêng. Mẹ Trúc thì lấy chồng, mẹ Mai thì có con riêng. Không lẽ đó, mẹ cứ đi theo làm phiền họ hoài sao? Hả? Mẹ bây giờ đó, mẹ làm được, mẹ còn khỏe. Sao mẹ ngồi ở không? Con biết không? Ra quán gì chứ vui lắm con. Có người này người kia, mẹ vui lắm. Cho mẹ đi đi. Với lại quán với mình, nhà cũng gần. Đó, con nhớ mẹ thì con ra quán con thăm mẹ. Mẹ nhớ tụi con mẹ xẹt gì đây. Chứ mẹ có đi luôn đâu mà con nói như vậy. Cho mẹ đi đi nha. Thôi, nếu mà mẹ nói vậy á thì con cũng không cản mẹ được. Ừ. Nếu như mà có gì không ổn á, mẹ cứ về nhà với con nha. Được rồi, mẹ biết rồi. Ở đây hai chồng vui vẻ con nghe. Đừng có giận hờn nghe, bây giờ không còn ai trong nhà hết trơn á, nghe chưa? Đừng có làm cho cái nhà nó buồn bã lạnh tanh, nghe không? Hai chồng trẻ mà, giận hờn thì nói hết thẳng ra đi rồi làm quề, nghe không? Là tại mẹ Cúc tự giận đi, chứ có liên quan gì tới mình đâu. Tại sao chuyện gì cũng đổ hết lên đầu mình vậy? Không được, mình không thể nào để mọi chuyện cứ như vậy được. Mình phải xuống nói chuyện cho ra lẽ mới được.
Có qua mắt không ta? Như có bóng người chạy qua phải không ta? Ai mới vô đúng không? Có ai mới vô đúng không? Qua mắt ta. Chứ ở đây đâu làm gì có. Có ai vô đây? Ủa? Anh Chiến! Trời ơi! Sao anh ở đây? Tôi... Nó tay có làm sao không? Nói chung thì không có gì đâu. Tại vì anh là em làm em tưởng ăn trộm cho nên em mới đập như vậy. Mà nghĩ sao mà chui vô trong đó mà nằm vậy trời. Trời ơi, chứ bỏ Cúc ở đây một mình, đàn bạn gái mà, rủi có chuyện gì rồi sao, nên tôi ở lại. Nếu mà gặp sự cố rồi ra ứng phó liền. Trời ơi, thôi anh ơi, anh ở đây không được đâu. Ở đây rồi có ai thấy là kỳ chết luôn á. Không có sao đâu. Không giờ... Giúp quyết ở đây phải không? Ở đây. Thôi bây giờ nói chứ, giờ mình ở đây cũng ngủ nghe gì được. Thôi em anh ngồi tâm sự tới sáng luôn á. Nếu mà thích thì chịu. Mẹ Cúc chưa mở quán nữa hả ta? Mẹ Cúc ơi! Mẹ Cúc, con có mua đồ ăn sáng cho mẹ nè. Mẹ Cúc ơi! Mẹ ơi! Ba! Mẹ! Sao con có mặt ở đây? Con hỏi đó, con hỏi ba mới đúng. Ba làm gì ở đây vậy? Để mẹ nói cho con nghe nha Thảo. Con thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Không có cái gì bậy bạ hết trơn á. Chuyện là tại vì hôm qua ba con đi xe ngang đây. Rồi cái ba con bị té xe. Rồi mình mấy trầy trũa hết rồi không có tiện về nhà. Cho nên mẹ mới nói là thôi ba con ngủ đây đỡ một đêm đi rồi mai về. Vậy thôi chứ không có gì, con đừng có căng thẳng nha Thảo. Té xe hả? Nhìn ba không có giống gì nó lúc bị té xe hết á. Ba, mẹ, có phải là ba với mẹ Cúc đang giấu con chuyện gì đúng không? Ba với mẹ đang hẹn hò. Hả? Ba, mẹ Cúc, hai người làm như vậy mà không thấy xấu hổ hả? Thảo. Trời ơi anh, sao bây giờ tự nhiên anh nói chuyện công khai tình cảm mình cho nó nghe chi vậy?
Em giấu đến khi nào? Giấu để làm gì? Mình có làm gì sai đâu. Trời ơi, mà anh thấy con Thảo không? Nó rất là kích động. Bình tĩnh, anh sẽ đi gặp nói chuyện với nó lần nữa. Anh chạy lẹ lên đi, trời ơi, thiệt tình luôn. Thảo, Thảo, nghe bà nói nè. Con bình tĩnh nghe bà nói nè. Thảo, mẹ con mất sớm, ba cô đơn lắm. Mỗi lần con ủng hộ ba tìm một người bạn đời để an ủi cảnh tuổi già. Bây giờ ba tìm được rồi sao con không ủng hộ? Ủa con ghét ba dữ lắm hả? Ba không phải là như vậy. Nhưng mà bộ ba không thấy cái chuyện xui gia hai bên nhà yêu đương nhau nó kỳ cục lắm hả ba? Con bình tĩnh nghe ba nói nè. Ba, không phải là con là người không hiểu chuyện. Con luôn luôn ủng hộ ba đi thêm một bước nữa để có người bầu bạn với ba về tuổi già và mẹ Cúc cũng như vậy. Nhưng mà tại sao người đó lại là mẹ Cúc chứ? Thực sự con cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cái điều này. Khó chịu cái gì? Ba nghĩ là chuyện xui gia con bỏ qua một bên đi. Tình yêu không nói trước được chuyện gì đâu con. Nói chung là bây giờ ba nói cái gì thì cũng như vậy thôi. Cũng là cái chuyện này nó cũng đã xảy ra rồi. Và hiện tại là con đang rất là sốc, con đang rất là khó chịu. Con không muốn nói chuyện nữa. Con cảm thấy không thể nào chấp nhận được cái chuyện này hết. Con xin lỗi ba. Thảo. Con nhỏ này nó cứng đầu lắm. Trời ơi, tối sức tiếp. Đức hình trái tim nha. Mệt ghê á. Trời ơi, đúng là bài xã number one, dễ sợ luôn á. Đỡ đau liền luôn á trời. Ở đây nè, vuốt ve vết thương cho anh. Ôi, đất ơi, thiệt luôn á. Trời ơi, đúng là bài xã number. Sao bắt cái bếp lên đó rồi sao không làm? Để trái hư cái chảo rồi sao? Dạ, anh hai. Rửa rau. Anh hai mới về hả? Ừ. Có chuyện gì vậy anh hai? Bữa nay thì coi như là cũng đông đủ mọi người trong gia đình. Bà muốn thông báo cho mọi người mình một chuyện. Chuyện quan trọng ha. Tôi đã có người yêu. Người đó không có ai xa lạ. Đó là bà Cúc, mẹ chồng của con gái tôi. Là bà Cúc? Ủa rồi hai người quen nhau hồi nào vậy? Thật sự mà nói chúng tôi hẹn hò chính thức và quen nhau nay hơn một năm rồi. Trời đất ơi, một năm là quen trước em với anh Thắng luôn hả? Mà sao em không biết gì hết trơn? Anh có biết. Anh biết? Sao anh không nói cho em nghe? Tại anh giữ lời hứa với lại anh hai là phải giữ bí mật cái chuyện này. Sợ cái chuyện này mọi người biết được là thằng Khoa với lại con Thảo nó không có đồng ý. Nó không có... bởi vậy... Ê! Sao đứng im vậy? Bây giờ mày nghe chuyện này mày thấy sao? Con đồng ý mà. Với lại cô Cúc nữa thì con ủng hộ ba hai tay hai chân luôn. Đó thấy chưa anh hai? Cuối cùng thằng con trai anh cũng hiểu ý anh rồi, nó ủng hộ anh mà. Ba cảm ơn con. Thế còn phim bài giám đốc thì sao? Trời ơi, đương nhiên là em đồng ý rồi, em phải ủng hộ chứ. Anh là có thêm một người bạn, mà trong khi cái người đó lại là bà bạn thân của em thì mắc gì mà em phản đối. Từ nay là bà Cúc bà có người chăm sóc. Trời ơi, mà anh phải bảo em biết chứ. Không biết sợ nói ra mọi người không đồng ý, ai nhờ nói ra ta đồng ý quá trời mà. Vậy hay quá. Nhưng mà rửa đau con đi thông báo cho chị Thảo biết để ăn mừng nha. Ê, thiệt để cái đợi đi. Vậy liền. Nó qua bển nó lèm bèm rồi đi. Hư chuyện hết cho con. Có sao đâu anh ơi. Trời ơi, ở đây nhà mình ai cũng ủng hộ hết. Nó cũng ủng hộ nữa. Bây giờ qua thế nào con Thảo cũng ủng hộ anh thôi. Anh đừng lo quá. Chuyện này con Thảo nó biết rồi, nhưng mà nó không đồng ý. Rồi sao? Ủa sao chị thay đổi gì kỳ vậy? Bữa chính chị nói em là phải trưởng thành hơn mà, đừng ích kỷ vậy nữa. Ủng hộ ba mà sao giờ chị như vậy? Đó là trong cái trường hợp ba quen một người nào khác. Còn đối với mẹ Cúc á thì không bao giờ. Ủa sao kỳ vậy chị? Bây giờ có là cô Cúc hay là cô Cút gì cũng vậy nữa, cũng đâu có gì đâu khác nhau chị, ai không là mẹ á. Làm sao mà không khác nhau được hả? Bây giờ tao hỏi mày nè, tao với anh Tùng ở đây là vợ chồng với nhau. Còn ba với mẹ Cúc á thì hai người đang là xui gia. Làm cái chuyện đó mày không thấy kỳ cục hả?
Ủa chị, em thấy bình thường mà. Bây giờ là đang mẹ chồng thì trở thành mẹ kế cũng là chuyện bình thường, đâu có sao đâu. Vả lại cô Cúc cũng yêu thương chị mà. Cái chuyện này không phải là cái chuyện yêu thương hay là không yêu thương. Tao biết là mọi người yêu thương tao, nhưng mà bây giờ tao hỏi mày, tao với anh Tùng á đang là vợ chồng. Rồi một ngày nào đó khi mà tụi tao có con á, thì những đứa nhỏ nó biết gọi ba mình là ông ngoại hay ông nội, gọi bà, gọi mẹ Cúc là bà ngoại hay bà nội, rồi gọi mày á là chú hay là cậu. Chứ em thấy chuyện này rất là bình thường, hiểu không? Ví dụ cái vấn đề khi mà có mặt chị thì sẽ kêu là ông ngoại, còn có mặt anh Tùng thì kêu ông nội. Ví dụ còn có mặt hai người thì vẫn kêu là ông thôi, bình thường. Còn cái vấn đề chú ở đây, trong nhà mình đã có chú ba rồi, kêu em chú chi nữa cho dễ lộn, kêu em bằng cậu đi, đúng không? Dù gì nghe như vậy nó cũng sang chảnh hơn mà. Mày khùng hả? Bỏ qua cái chuyện xưng hô, người nhà thì có thể lấp liếm sao cũng được, nhưng mà tao hỏi mày, đâu còn người ngoài đường, họ sẽ nhìn vô cái gia đình của mình, rồi họ sẽ nói như thế nào về một cái mối quan hệ phức tạp như vậy? Rồi họ xầm xì, họ bàn tán hay làm sao? Bàn tán cái gì chị? Bây giờ ví dụ mà bạn bè em có thắc mắc đi chăng nữa thì em cũng trả lời là gì hả? Ủa, là bạn bè em thắc mắc em trả lời là gì giờ ta? Không những là bạn bè mày thắc mắc bàn tán, mà thậm chí bạn bè của mày còn xa lánh mày, kỳ thị mày, vì nghĩ mày ở trong một cái gia đình phức tạp và chứa quá nhiều điều bí ẩn của xã hội. Không được chị. Em không muốn mà sống phải bị người khác xa lánh như vậy. Ha. Bạn bè hỏi trả lời sao? Đố ai quét sạch lá rừng, đố ai bảo được chàng ngừng yêu em. Chàng khờ yêu em lại gửi hoa tặng cho tôi nữa đó bà. Ê Thảo, sáng giờ bà có thấy cái chàng trai nào mà lãng vãng xung quanh cái bàn của tôi không? Ngày nào đi làm hả cũng thấy trên bàn có một bó hoa vậy. Chắc tôi chết quá à. Ngọt ngào như vậy hả, ai mà sống cho nổi. Nhưng mà tặng hoa thì cũng tốt, mà ước chi á ảnh phải có thêm chút vật chất nữa. Chẳng hạn như là cái son đi. Nếu mà ảnh tặng cho tôi kèm thêm một thỏi son là tôi nhân đôi số điểm cho ổng liền luôn á. Đúng lạ hả, chàng khờ yêu em. Ê, bà làm cái gì vậy? Thì bà nói là hai bà không biết bông của ai hết. Bà nhức đầu quá thì tôi giục đi cho bà đỡ phải nhức đầu, đỡ phải suy nghĩ lên bềm. Nhưng mà thái độ bà vậy là sao? Từ sáng tới giờ tôi thấy bà kỳ kỳ vậy đó. Có chuyện gì? Thì chuyện của mẹ Cúc với ba tôi đó, hồi sáng tôi nói bà rồi còn gì. Thì ngày xưa bà với anh Tùng cũng đã từng cãi nhau về cái chuyện bà muốn kiếm chồng cho mẹ chồng. Bây giờ mẹ Cúc về làm dâu nhà của bà, tôi thấy vậy là vẹn cả đôi đường rồi còn gì. Thì đúng á hả, là tôi đã từng muốn kiếm chồng cho mẹ Cúc của tôi. Nhưng mà tôi đâu có nói là hả tôi muốn chồng của mẹ Cúc lại là ba của tôi đâu. Nhưng mà giờ chuyện nó thành vậy rồi, giờ bà tính làm sao? Đâu phải lúc nào chuyện cũng theo ý của bà được. Tôi mệt quá. Nói chuyện với bà tôi mệt quá, bà làm như nói chuyện thấy mọi thứ đơn giản ghê vậy. Thì đúng rồi, cái chuyện nó đơn giản hay không á là tùy bà nhìn nhận nó. Sao bà không chịu nhìn vô cái mặt tích cực của nó mà suốt ngày tôi thấy bà toàn rước bực vô người không à? Ừ, nay nói chung tôi bực bội trong người lắm. Ba ơi. Ê ba. Ba mày đi ra ngoài rồi. À dạ. Ê đâu ạ? À? Lên nghỉ. Nghỉ cái gì? Ai cho mày nghỉ? Mơ đi cưng. Đi xuống làm sao? Nấu cơm kìa. Nấu gì buổi sáng còn nấu rồi mà chú ba. Mày mới bắt nồi cơm lên để đặt cái chảo lên cái mà đi mất tiêu à. Làm tao hả phải xuống nấu chứ đó làm cái gì? Trời ơi. Đi xuống nấu đi. Trời ơi thì buổi sáng rồi phải đợi thì giờ nó chín rồi chú ba nghi chứ nãy chú ba nói chú ba nấu gì rồi có đồ ăn con nấu gì nữa. Tao với thím mày phải xuống bếp nấu rồi xong mới có đồ ăn sáng mà cái đó là đồ ăn sáng. Cái gì vậy? Trời đất ơi mới có 10 giờ mà bây giờ kêu đi vô nấu đồ ăn trưa chi nữa, đồ ăn sáng còn chưa ăn nữa đó chú ba. Cái đó đồ ăn sáng ăn từ 8 quán bây giờ tới trưa là bây giờ xuống nấu đồ ăn trưa chứ. Nhưng mà không có tâm trí nấu được mà đang lo chuyện của ba mà. Cái gì? Ủa chuyện ba mày chuyện gì? Để lên nói nghe. Chú bị gì vậy? Dắt cái chảo rồi mày đó lên văn mở phỏng này đốm bị thương, mình phải ăn điều độ vô nó mới lành vết thương được mày hiểu không? Trời đất ơi phỏng rồi nhiên giờ đói bụng á trời. Mà chuyện ba mày chuyện gì kể nghe coi. Thật sự là
chị Thảo không có đồng ý cái chuyện là ba quen với cô Cúc. À, là chuyện đó đó hả? Rồi chị Thảo không đồng ý, mày sao? Thì con cũng đâu có đồng ý. Ê, sao mày lật kèo nhanh vậy? Hả? Mày lật kèo như lật bánh tráng vậy? Không thiệt, con nói là cái chuyện mà ba quen với cô Cúc thiệt tình luôn là không có có ổn chút nào hết trơn á đó. Làm gì không ổn? Thấy không có gì không ổn hết đó. Thấy nè, bà Cúc nè, mày cũng quen biết trước bả rồi. Bây giờ ví dụ như ba mày mà có cưới bà Cúc về thì mày sẽ đỡ mất công làm quen lại từ đầu. Rồi thấy bà Cúc á là cái miệng bả bô bô la lớn tiếng vậy thôi, nhưng mà cái tâm bả tốt, mày hiểu không? Trời, nhiều khi hả mày cưới bả về á là bả coi mày như con ruột luôn, không có cảnh mà mẹ ghẻ con chồng đâu, thương mày như thương con ruột. Hợp lý quá trời, thấy không? Thì hợp lý thì hợp lý, nhưng mà cũng vẫn chưa ổn. Không ổn cái gì? Mà thử nghĩ đi, bây giờ mà hai xui gia tự nhiên lấy nhau, cái hàng xóm ta nhìn vô ta cười chết luôn á. Cười cái gì? Trời, ba mày không mắc cười, bà Cúc không mắc cười, lấy gì thiên hạ cười? Nhưng có gì đâu, thiên hạ không cười nhưng mà con mắc cười. Không có mắc cười ở đây, thấy là hợp lý lắm. Nè, tao nói mày nghe nè, bà Cúc nè, bà là chủ quán nước, đúng không? Mà thí dụ như mai mốt nè, mày rớt tốt nghiệp đi, mày không thi đậu, mày về mày nối nghiệp bán nước ở nhà cũng được. Con nói thiệt, chú ba khen con thi đậu một cái râu chú không mọc nữa hả? Sao chú chùm con hoài vậy? Chú đang thí dụ là trường hợp xấu nhất của mày thôi, xui thôi, thí dụ vậy thôi. Nhưng mà nè, thí dụ nè, mày về mày phụ bà bán nước, rồi mày phụ bà bán nước, mày muốn đi trễ cũng được, mày muốn đi sớm cũng được, đi sớm về trễ không ai la rầy mày hết. Rồi mày vô mày bán nước á là mày muốn uống bao nhiêu sinh tố cũng không có tốn tiền. Hợp lý quá trời. Trời đó, coi không có tiền, xin lỗi cô Cúc uống trà đá cũng còn tính bằng hớp nữa, chứ ở đây sinh tố mà không đến tiền. Cái đó là chuyện hồi xưa thôi. Bây giờ bả là mẹ của mày, không lẽ mẹ tính tiền chi con chi ly vậy, đúng không? Hợp lý quá trời. Với lại ba mày yêu Cúc, ta thương nhau, mày sợ chi thiên hạ cười, không cần thiết. Đúng rồi, mẹ đời nào tính tiền với con. Có tính được mấy ông chú rồi mới tính toán, đúng không? Hợp lý không? Cũng hợp lý á. Mày nghe lời chú từ đầu là mày đỡ mất công suy nghĩ rồi. Ba mày cưới bà Cúc là hợp lý nhất. Mày đồng ý đi, mày đồng ý ủng hộ với chú đi, ông heo. Quá đồng ý đi chứ. Ủa, anh mới tới hả? Uống gì không? Không, để anh dẹp cho. Thôi, trời ơi, ba cái chuyện này nhỏ mà thằng Khoa nó bưng cái một mà có nặng nhọc gì đâu mà dành bưng với em. Thằng Khoa nó còn trẻ thì nó có thể làm được. Em làm cũng được nữa, anh đi về đi, ở đây phiền phức lắm. Em sợ gì, để anh làm cho. Không, mà trời ơi, anh... để anh làm anh cho. Anh kỳ quá à. Ủa, trời ơi, có sao không? Cái gì mà yếu nhớt vậy, xô một cái là xính dính ngồi đây. Có đau đâu không? Hả? Không có gì, không có gì. Không sao hết hả? Không sao phải không? Trời ơi, sao cứng đầu ghê luôn. Nói chịu về, chịu về với trơn rồi. Uống gì không? Làm cho uống nè. Đi trà đá đi. Gì trà đá? Em làm nước cam cho anh uống nha. Cũng được. Tới thì vô đi, đứng đó làm cái gì? Thôi, hai cha con nói chuyện đi. Ba, hồi sáng con hơi bị sốc, bây giờ con bình tĩnh hơn rồi. Ba với con nói chuyện rõ ràng với nhau một lần luôn nha ba. Được thôi, nhưng mà trước hết ba nói trước. Mẹ con mất, ba nuôi con nay mấy mươi năm. Có lần con ước mơ là cái sự cô đơn của ba, ước gì có một người phụ nữ đến để chia sẻ. Bây giờ nó thành hiện thực, tại sao con lại chống đối? Không phải con chống đối, ba hiểu ý của con mà, con luôn luôn ủng hộ ba. Nhưng mà tại sao biết bao nhiêu người, người đó lại là mẹ Cúc chứ? Con nghĩ trên trái đất này hàng tỷ người, nhưng tại sao lại có những người họ lại thương yêu nhau? Con nghĩ đó là sự sắp xếp không? Ba nhìn thấy bà Cúc thương ba, mà ba cũng thương bà Cúc.
như vậy là quá hợp lý, có gì đâu. Ba, đâu phải lúc nào mình cũng luôn chiều theo cảm xúc của mình như vậy được. Ba với mẹ Cúc là xui gia với nhau, ba không sợ người ngoài dị nghị hả? Xui gia thì sao? Xui gia thì sao? Xui gia có cùng chung huyết thống không? Không. Ba với mẹ Cúc của con đến với nhau không có gì sai quấy hết, đúng luật. Còn ba không để ý tới những chuyện của người ngoài, kể cả dư luận. Ba, nếu như vậy á, ba cũng không để ý đến cảm xúc của con, cảm xúc của thằng Khoa, cảm xúc của anh Tùng. Rồi sau này tụi con có con nữa, tất cả tụi con đối với ba đều là người ngoài hết hả? Với lại chỉ cần điều ba thích, điều ba muốn là được đúng không? Ba không cần quan tâm đến cảm xúc của mọi người xung quanh đúng không ba? Tụi con đâu phải là người ngoài. Ba, nếu như mà ba vẫn tiếp tục cái mối quan hệ với mẹ Cúc á, thì chính ba muốn cắt đứt mối quan hệ giữa con với ba, cũng như biến tất cả tụi con trở thành người ngoài đó ba. Con ra lệnh cho ba, con không có quyền đó. Thôi 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 cha con, đừng có tranh cãi như vậy. Thảo à, ngồi xuống bình tĩnh nghe nói nha thầy. Ngồi xuống con. Ngồi xuống đi. Anh Chiến à, em thấy thì anh Thảo nó cũng nói đúng đó. Thôi bây giờ coi như là mình chấp nhận đi anh nè. Chấp nhận cái gì? Mình tiến tới với nhau cũng không có được, cũng không hay nữa. Thôi bây giờ mình chia tay đi, coi như là bạn bè xui gia là được rồi. Tôi không chấp nhận điều kiện đó. Bữa nay có thể là tôi nóng, tôi chưa bình tĩnh, tôi không chấp nhận điều kiện đó. Bữa khác chúng ta sẽ nói lại chuyện này. Thảo à, mẹ xin lỗi con. Mẹ là một người mẹ quá ích kỷ. Mẹ chỉ nghĩ bản thân mẹ thôi à, chứ mẹ không có nghĩ cảm nhận của tụi con. Hồi nãy con cũng thấy rồi đó, mẹ hứa trước mặt ba con, trước mặt con, kể từ giờ phút này mẹ coi ba con như là một xui gia vậy thôi, chứ không có chuyện gì xảy ra hết trơn á. Mẹ nói được, mẹ sẽ làm được. Con yên tâm chưa? Con thương mẹ. Ai đó, vô đi. Dạ ba, con rồi ba. Ba, con hỏi ba cái này cái nha. Chuyện gì? Tại con mới nghe Khoa nói á, hình như là ba hay là mẹ Cúc đang quen nhau đúng không ba? Ý con sao? Dĩ nhiên là con không phản đối rồi, con rất là vui luôn á. Tại sao con không phản đối? Đối với con á, mẹ Cúc á cũng giống như là mẹ ruột của con vậy đó. Mà mấy chục năm nay rồi mẹ Cúc cô đơn lắm, không ai bầu bạn hết. Bây giờ tiện có ba là người bầu bạn kế bên thì con phải vui chứ, sao con phản đối được, đúng không? Ba cảm ơn con. Dạ. Giá như con gái của ba suy nghĩ giống con thì tốt biết mấy. Nó phản đối chuyện của ba với bà Cúc. Ủa, sao kỳ vậy ba? Sao lại phản đối? Con thấy cái chuyện hai người đến với nhau là hợp lý mà. Con thấy nếu mà ba cũng có người bầu bạn, mẹ cũng có người bầu bạn thì rất là tốt đúng không? Tại sao lại phản đối? Mà chưa kể là con đã từng nghe Thảo nói á, là muốn ba đi tiếp bước nữa mà tại sao giờ phản đối kỳ vậy? Nó cho là công khai cái mối quan hệ này là không tốt, bởi vì ba với bà Cúc là thông gia.
kỳ. Lý do con thấy nó không hợp lý chút xíu nào luôn á. Ba và con biết tính sao. Chắc có lẽ phải chiều con mình thôi. Thôi ba, hay là ba để con thử nói chuyện với vợ con coi sao nha. Mọi chuyện ba hy vọng ở con. Dạ. Cái thằng Khoa này thiệt tình, trưa trợt rồi nó chưa chịu đi làm nữa. Thiệt tình. Mày phụ ba bán nước, mày muốn đi trễ cũng được, mày muốn đi sớm cũng được. Đi sớm về trễ không ai la rầy mày hết. Rồi mày vô mày bán nước á, uống bao nhiêu sinh tố cũng không có tốn tiền. Chào mẹ Cúc. Sao đi trễ vậy con? Dạ xin lỗi mẹ, tại con buồn ngủ á, mà con đặt báo thức lộn, buổi tối trưa nó không reo luôn mẹ Cúc. Cái gì nay kêu tôi bằng mẹ nữa trời. Ủa dạ con thấy cái này bình thường mà, trước sau gì mình cũng là người nhà mà phải không mẹ? Khi nào người một nhà tính sao? Bây giờ con kêu như vậy á, rồi người ngoài nghe được người ta dị nghị, hiểu không? Thôi đâu có gì đâu, con tập kêu từ bây giờ giống như là cho nó quen luôn á mẹ. Đáng lẽ cậu á là tôi tới đây mà trễ là tôi phạt cậu đó, nhưng mà cái miệng cậu dẻo quá à. Mẹ cẩn gì con phụ mẹ nha. Thôi con ngồi để con chơi đi. Mẹ làm hết ấy quên. Cô làm hết rồi. Đợi khi nào có khách vô thì con vô làm cho người ta, hoặc là bưng đi đâu thì bưng ha. Giờ ngồi chơi đi. Cái thằng nghe con kêu mẹ mẹ hoài cứ quen miệng theo luôn. Thằng thiệt, ngồi chơi đi. Uống ly bơ trong cảm giác được nuông chiều nó ngon gì đâu. Khoa ơi, đi giao nè con. Game này chơi súng không mà mẹ, chứ không có xài dao mẹ. Không, mẹ nói con đi giao nước nè. Đưa coi đi chơi, đang chơi gì. Đưa. Dạ, cũng chơi game gì vậy mẹ? Sao mẹ? Sáng giờ vô đây là chỉ ngồi chơi game thôi, không có làm cái gì hết trơn. Bây giờ người ta kêu nước thì phải đi đem cho người ta. Mà con không ai như con hết trơn á. Ta ngồi chơi game thì ta uống trà đá đi. Sàng quá, chơi một lúc 3 ly bơ luôn. Sàng thiệt. Ừ, công việc đi chứ không. Đi giao nước cho người ta đi con. Nè, giao bệnh viện á. Ủa không mẹ, mẹ con thấy mẹ nay rồi sao giao nước gì cho con chơi thêm hết cái dán game đó con đi được không? Không, sáng giờ chưa có làm gì trơn. Mà nhiệm vụ của con tới đây là đi làm, mà toàn là chơi không à. Giờ đi làm đi con. Mẹ Cúc thử nhìn đi, ngoài trời đang nắng lắm. Dạ, giờ con đi ra con giao vậy nó nắng nó thấm vô người con, mẹ Cúc cũng sót hả mẹ? À để cô nói cho con nghe nha, ở đây có hai người à. Bây giờ cô thương con, cô sót cho con. Đi trời trưa nắng tội nghiệp đổ mồ hôi đúng không? À, vậy không lẽ để cô đi? Con nghĩ đi, cô cũng lớn tuổi rồi, rồi cô phải xách đi giao vậy. Mà trong khi cô trả tiền công cho con, ai sót hơn ai? Dạ không phải mẹ nghĩ đi, giờ con chưa đi giao mà con đổ mồ hôi vậy rồi đi nữa sót. Bây giờ nếu mà con không đi á, thì tới tháng con không có lãnh lương ha. Mà cô nói cho con nghe nha, 3 ly sinh tố bơ này cô cũng ghi vô sổ rồi ha, cô trừ nó nghe con nghe. Ủa mẹ ơi, mình không phải được uống miễn phí hả mẹ? Bơ nó ngon. Uống mà miễn phí thì 1 ly thôi, con còn lại 3 ly thì cho tính tiền 2 ly chứ. Mà con còn không đi là lèm bèm một hồi á, là cuối tháng này là đi về cái mình không có một đồng nào hết trơn. Đó, mẹ. Giao chưa? Em đi giao cho tôi. Em đi giao cho tôi lẹ lên. Bệnh viện nghe không? Điện thoại nè. Phòng hồi sức. Phòng hồi sức. Đi lẹ lên đi. Trời ơi. Nhưng mà mẹ ơi. Đi lẹ đi ông ơi. Trời ơi, trả báo uống 3 ly bơ giờ đi giao 3 ly. Chú bà ơi, là chú bà. Ủa trời ơi, bà Mai, bà rút vô đi ngồi chơi. Bà Cúc ơi, ngồi chơi. Bà Cúc. Ủa bà làm gì mà thằng Khoa nó vừa đi ra mà miệng nó vừa lầm bầm mà mặt mày nó nhăn nhó vậy? Tôi nói thiệt với bà, bữa nay không biết nó ăn cái trúng cái gì mà nó làm biết thấy sợ luôn vậy đó. Sáng tới đây ngồi chơi game không à hả, mà mở miệng ra là mẹ cúc nghe bắt mệt luôn vậy đó. Trời đất ơi, vậy là chắc là ai xúi thằng nhỏ đó, cái quân nào mà ác nhân ác đức gì vậy không biết nữa. Chồng tôi chứ ai. À, nè nói nghe. Trời ơi, tôi rất mừng khi hai bà tới thăm tôi. Uống gì tôi làm nè, không uống là tôi giận đó nha. Uống gì?
Xin tô bơ đi. Xin tô bơ có liền. Gì? Ờ, cũng vậy luôn. Rồi, chờ tôi chút làm cho nghe. Nè, bà Trúc, bà có để ý bà Cúc không? Chuyện của bà Cúc với ông Chiến đang căng thẳng. Vậy mà sao tôi thấy bà vui vẻ phơi phới tỉnh bơ à? Hay là bây giờ bà đau buồn quá cho nên cái dây thần kinh cảm xúc của bà bị đứt rồi? Không có đâu, tôi nghĩ á là bà đang cố gượng đó. Thôi bây giờ vậy, mình cứ từ từ đi, theo dõi bà một chút xíu cái đã, rồi mới vô vấn đề. Đây đây, nước của hai bạn già của tôi đây. Uống đi, uống đi, uống đi. Nước đây, nước đây. Ủa? Cái gì giờ tôi nghe? Uống uống đi, uống đi. Tôi kêu xin tố bơ mà. Hả? Tôi cũng vậy mà. Ủa, xin tố bơ hả? Hèn chi. Từ khi tôi vô tôi làm nước cam tới thì chỉ hình nhớ cái gì nó sai sai mà không nhớ là sai cái gì. Thôi là lỡ, uống đi, uống đi. Bà làm thì phải uống chứ sao? Uống nước cam cũng tốt vậy thôi. Chua quá. Tôi mém tiểu đường rồi. Nè nè nè, uống ngon không, ngon không? Ngon, bà làm thì phải ngon rồi. Bà Cúc. Cái chuyện bà với ông Chiến đó. Rồi sao rồi? Đi vào ngõ cụt rồi bà ơi. Tối hôm qua nè, hai cha con nó gây quá trời gây luôn. Chắc tôi bỏ cuộc quá à. Bà chưa gì hết bỏ cuộc cái gì. Mới bắt đầu thôi. Bà cứ từ từ. Nè, nội thằng Khoa đó mà nó kêu bà là mẹ Cúc là bà đã có thêm một đồng minh rồi. Mình nữa, nè tôi nè, rồi bà Trúc nè, rồi thằng Tùng nè, thằng Khoa nè với ông Thắng nữa. Lúc nào cũng ủng hộ bà mà. Tôi biết như vậy, nhưng mà con Thảo nó cũng có cái lý của nó. Tôi chỉ sợ vì tình cảm của tôi mà rồi nó sức mẻ với mấy bà nữa. Tôi không muốn. Có đâu, bà đừng có nghĩ vậy. Nhiều khi là con Thảo á, nó mới quá, rồi nó sốc, nó chưa có thông, nó chưa có chấp nhận được thôi. Bà cứ để từ từ cho nó thời gian. Để đó, tụi tôi kiếm cách cho, tụi tôi sẽ thuyết phục nó. Hay là tôi có ý này nè, mấy bà coi được không? Cũng lâu rồi mình không có tụ tập để nấu ăn với nhau. Hay là bây giờ mình hẹn ngày đi, rồi mình tụ tập lại là mình nấu ăn nè, rồi mình ăn uống, mình nói chuyện nè. Sẵn dịp là coi như là hâm nóng tình cảm giữa bà con Thảo, sau này thì dễ dàng nói chuyện hơn, được không? Tôi thấy ý bà Mai là hay đó. Tại vì dù sao mà đông người thì nó cũng thấy nó thoải mái hơn, dễ dàng chia sẻ hơn. Bà thấy sao? Ừ thì bây giờ cách nào tôi cũng thử. Cảm ơn hai bà nha. Có gì đâu. Trời ơi, tôi chưa bao giờ cảm nhận được cái nguồn năng lượng thoáng đãng như bây giờ. Thích quá, thích quá. Trở về mấy nhà xưa thấy thoải mái phải không? Nếu mà vậy thì trở về đi, ở lại đi cưng. Còn khuya à, tôi đang hạnh phúc con gái của tôi, bà đừng có dụ tôi nghe. Ôi, trời ơi. Lâu lâu mới được sử dụng cái nhà vệ sinh của cái nhà mình, nó sung sướng, nó thoải mái gì đâu luôn á. Trời ơi, nè, thấy không, bà nghe bà nói, bà tưởng tượng như bên nhà chồng của bà đó, không có toilet vậy. Thì không phải là không có toilet, nhưng mà ở bên bển đó mấy bà biết rồi, toàn đàn ông không à. Sao mà thoải mái bằng toilet nhà mình được. Mấy bà, mấy bà nghĩ tôi có nên bàn với ông Thắng là xây cái toilet riêng không ta? Trời ơi. Trời ơi, tôi chưa thấy ai mà làm dâu với bà. Làm kiểu bà ai làm lại trời. Trời ơi, bà Trúc, bà coi bà kìa. Này già thì phải bỏ chứ. Trời ơi, cái mấy cái này người ta còn ăn được, sao bà phung phí quá trời. Cái này là rau gì để mua dục hết trơn vậy trời. Trời ơi, gì mà tiết kiệm thái quá vậy. Không bỏ được cái tính tiết kiệm này à. Ủa, trời ơi, tôi tiết kiệm vậy mà bà nhớ không? Cái nét mặt mặt bà hồi đó đó, bà nói tôi là không biết chi tiêu cho hợp lý. Bà muốn không tôi diễn tả cái nét mặt bà cho coi. Tùy à, không phải cái tiết kiệm nào cũng tốt à. Trời, tôi nói nghe nè, bây giờ hai bà nha, bà làm ơn á, bà rửa ra cho tôi đi. Tôi phải ra ngoài giường để khi tôi thăm mấy bé cây của tôi. Hai đứa nói về. Về rồi hả? Để tôi chúc. Ê, bà đứng đó, đứng đó, đứng đó. Không, tôi đi đường này. Đây nè, bây giờ á mấy bà tắt đèn đi, cái tụi nó vô cái mình hù, tụi nó giật mình chơi. Ôi, trời ơi, gắn mặt bà chỉ thời gian ngắn thôi, bây giờ bà nhiễm cái chiêu trò của nhà Thắng luôn rồi đó hả? Đồng vợ đồng chồng tắt đi đâu cũng kẹt. Ê, đó thôi tắt. Được rồi, bây giờ có tắt đèn không? Tắt, đi, núp cho tụi nó hồi hộp chứ.
Nè, thì ra là tại cái chuyện của ba Chiến với mẹ Cúc mà anh mới có thể chịu nói chuyện với em á hả? Anh nói cái chuyện của ba Chiến với lại mẹ Cúc á, không có gì mà em phải căng thẳng như vậy đó. Anh thấy hai người đó đâu làm gì sai đâu đúng không? Hai người đó cô đơn bao nhiêu năm rồi hả? Cũng chăm sóc gia đình một cách hết mình rồi, thì tại sao bây giờ mà họ tìm được nhau có người bầu bạn em không chúc phúc, không vun vén hạnh phúc cho họ mà em suốt ngày cứ vì cái chuyện xui gia? Anh thấy cái đó không phải là vấn đề nằm ở em. Anh đừng có nói như vậy nè. Em chưa bao giờ ngăn cản cái chuyện tình yêu của ba với mẹ hết, nhưng mà anh đừng có làm giống như cái chuyện xui gia là một cái chuyện nó rất là nhỏ nhặt không đáng để quan tâm. Chuyện xui gia là một chuyện rất là lớn, anh đừng có nói giống như em là một cái đứa không hiểu chuyện như vậy. Em cũng thấy cái ý kiến của em lúc nào cũng đi trái lại với mọi người hết đâu. Em không bao giờ hiểu chuyện hết á. Em đã nói là em không chấp nhận. Anh làm ơn đừng bắt em phải nghe theo lời người này người khác nữa được không? Sao em ích kỷ vậy hả Thảo? Chính em là người đã bày ra kế hoạch kiếm chồng với cái mẹ để đuổi các mẹ đi, rồi bây giờ em vì cái sĩ diện của mình mà em không chấp nhận chuyện mà mẹ đến với nhau hả? Anh à, hai cái chuyện đó nó đâu có liên quan gì tới nhau. Anh đừng nhặt nhằn làm một rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em như vậy chứ. Sao em quá đáng quá vậy? Anh không muốn nói chuyện với em nữa. Em đã nói là em không chấp nhận. Anh làm ơn đừng bắt em phải nghe theo lời người này người khác nữa được không? Sao em ích kỷ vậy hả Thảo? Chính em là người đã bày ra kế hoạch kiếm chồng cho các mẹ để đuổi các mẹ đi, rồi bây giờ em vì cái sĩ diện của mình mà em không chấp nhận chuyện mà mẹ đến với nhau hả? Anh à, hai cái chuyện đó nó đâu có liên quan gì tới nhau. Anh đừng nhặt nhằn làm một rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em như vậy chứ. Sao em quá đáng quá vậy? Anh không muốn nói chuyện với em nữa. Ba mẹ về lâu rồi, tính nấu ăn để gia đình mình cùng ăn chung đó mà. Lúc nãy mẹ nghe tụi con nói cái gì mà kế hoạch kiếm chồng cho mẹ chồng rồi đẩy các mẹ ra khỏi nhà, như vậy là sao Tùng? Con Thảo, con giải thích cho các mẹ hiểu đi, như vậy là sao? Đúng là ban đầu con có ý định kiếm chồng cho các mẹ để các mẹ không phải ở đây nữa, nhưng mà thật tâm của con á không có nghĩ gì xấu hết. Con chỉ muốn các mẹ có một người nào đó để yêu thương, các mẹ có tình yêu và các mẹ sẽ không khó khăn với con nữa. Con thấy đây cũng là một ý tốt ạ. Ý tốt hả? Tốt cho các mẹ hay là đó là cái sự ích kỷ của bản thân con? Dạ không, con không phải là có ý đó. Thật sự là con chỉ muốn tất cả mọi người có một cái cuộc sống riêng tư, thoải mái hơn. Và chính vì vậy mọi người sẽ vui vẻ với nhau và hạnh phúc với nhau hơn thôi. Với lại cũng không phải là con cố sống cố chết con đẩy các mẹ ra khỏi nhà. Mọi chuyện nó còn tùy thuộc vào duyên số nữa. Nếu như mà tình yêu của các mẹ chưa tới, con có làm như thế nào thì cũng không thay đổi được gì hết. Với lại con thấy bây giờ tất cả mọi người đều có một cuộc sống riêng tư, rất là vui vẻ, rất là ổn định. Con thấy đây cũng là một chuyện tốt mà. Đâu có gì đâu mà mọi người phải phản ứng lên như vậy. Tin đứng đó cãi tay đôi ghét mẹ hả? Không phải là em cãi tay đôi, em chỉ đang giải thích những gì mình suy nghĩ cho các mẹ nghe thôi. Chẳng lẽ em không có quyền nói lên suy nghĩ của mình, tiếng nói của mình với các mẹ hả? Em còn tính nói gì nữa hả? Mẹ Trúc, mẹ Mai, mẹ Cúc, những ngày đầu về làm dâu con đã rất cố gắng tất cả mọi chuyện. Con cố gắng trong chuyện bếp núc và tất cả những gì có thể phụ được các mẹ con đều cáng đáng hết. Con đã rất mong muốn hòa hợp với ba người, nhưng mà các mẹ đâu có ai hiểu cho con đâu. Ý con nói vậy là sao? Có nghĩa là con làm dâu trong cái nhà này con bị chèn ép quá đúng không? Con không có tiếng nói đúng không? Dạ không có, ý con chỉ là nếu như mà ngay từ đầu con cảm thấy con làm dâu không có được, khó quá thì con nói ra một tiếng. Tại sao con phải bày ra những cái trò như vậy làm gì? Thảo à, từ nào tới giờ mẹ luôn theo phe con, nhưng mà bây giờ con làm mẹ thất vọng quá. Mẹ Mai, mẹ Cúc, mẹ Trúc, con xin lỗi, nhưng mà chuyện tới ngày hôm nay thật sự là nó nằm ngoài tầm kiểm soát của con. Nhưng mà thật sự những chuyện đó không dễ để nói,
không dễ để nói với những người phụ nữ xa lạ mình mới quen đâu ạ. Con mong các mẹ hiểu cho con. Nhưng con ơi, chúng ta là người một nhà mà, đâu có chuyện gì mà không thể chia sẻ được. Tuy mẹ là mẹ chồng của con, nhưng lúc nào mẹ cũng thương con giống như là con gái vậy đó. Nếu mà con muốn, mẹ cố sẽ hiểu con. Thôi đi bà Mai, bà nói với nó làm cái gì? Ngay từ đầu á, nó có coi ba bà mẹ chồng này là người một nhà đâu. Dạ thưa mẹ, con xin lỗi. Nhưng thực sự ngay từ đầu các mẹ cũng chưa bao giờ thật lòng coi con là con dâu của các mẹ hết. Huống hồ chỉ là con cái trong gia đình. Các mẹ có nhớ, ngay từ những ngày đầu mới yêu nhau, các mẹ đã coi con như là một thứ gì đó rất ghê gớm, cần phải tránh xa. Và lúc về làm dâu, đã có lúc, ngay cái lúc con thật lòng nhất, con thật lòng mong muốn trở thành con dâu của các mẹ nhất, thì lúc đó các mẹ làm gì các mẹ nhớ không? Các mẹ giận kịch lên để lừa dối tình cảm của con. Các mẹ có biết là lúc đó con đã tổn thương như thế nào không? À, thì ra là con giữ cái điều đó trong lòng, cho nên con cố tình được gả vô cái nhà này để tìm cơ hội trả thù. Con muốn chia cách tình mẹ con giữa ba mẹ với thằng Tùng đúng không? Dạ không có, con không có ý đó. Thôi đi Thảo. Thôi thôi, đừng có tranh cãi nữa. Tôi nói cho bà nghe, con Thảo nó làm chuyện đó nó cũng không vui vẻ gì. Mọi người nghĩ đi. Trời ơi, tự nhiên á, về sống với ba bà mẹ chồng làm sao nó hòa hợp được. Tôi không muốn gì chuyện này mà hai vợ chồng nó hụt hạt. Bà nói vậy không lẽ tại vì bà muốn cho con dâu của bà sống thoải mái, cho nên bà dọn ra cái quán của bà ở hay sao? Thì khi biết chuyện là tôi đã dọn ra quán ở rồi. Cái gì? Bà đã biết chuyện này ngay từ đầu mà tại sao bà không nói cho tụi tôi biết? Nói ra có vui vẻ gì đâu. Tôi thì tôi muốn dĩ hòa vi quý. Tôi muốn vì chuyện này á mà vợ chồng tụi nó hụt hạt với nhau. Bây giờ mấy bà nghĩ đi, mấy bà ai cũng có cuộc sống riêng tư hết trơn. Mà vui vẻ rồi thì bây giờ cho vợ chồng nó vui vẻ. Bây giờ nói ra rồi, bây giờ mấy bà muốn cho tụi nó là chia tay, mấy bà mới vừa lòng phải không? Bà Cúc, bà nói vậy mà bà nghe được hả? Bà là người lớn trong nhà, bà thấy con cái làm sai bà không nói. Bà làm như vậy rồi trong nhà này còn cái tôn ti trật tự còn trên dưới cái gì nữa. Tôi đã nói là tôi muốn nhà này vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà có chuyện gì đâu mà bà làm quá như vậy. Ai làm quá? Mà nói ai làm quá? Tôi làm quá hay là đứa con dâu của bà làm quá kìa? Ủa mà sao vậy? Và bà cần nó đứng về phía bà để ủng hộ chuyện bà với ông Chiến, cho nên bà Minh nó chầm chầm vậy đúng không? Trời ơi, tôi nói rồi biết chuyện nào ra chuyện đó nghe. Tôi nghĩ sao tôi nói vậy thôi à. Bây giờ mấy bà có cuộc sống yên ổn, vui vẻ, hạnh phúc rồi. Bây giờ cho tụi nó vui vẻ đi. Chứ bây giờ muốn tụi nó chia tay, mấy bà mới vừa làm hả dạ đúng không? Thôi mà mấy mẹ, mẹ có thể đừng có gì chuyện tụi con với mẹ gây nhau được không? Có thấy không, mẹ đâu có muốn. Mẹ lúc nào cũng muốn cả nhà vui vẻ. Nhưng mà mấy bà muốn cái nhà này tanh bành, mấy bà mới chịu. Ok được rồi. Vậy thì bây giờ tụi tôi dọn đi ha, để cho con dâu bà trong nhà này nó thoải mái được chưa? Tụi tôi sẽ không bao giờ quay trở về cái nhà này nữa. Bà Mai đi. Tôi nói thiệt á, tôi cũng về cái ổ của tôi luôn. Ở đây cũng muốn nói cũng không nói được hết trơn á. Mẹ thôi, mẹ. Mẹ. Vừa ý em chưa? Em muốn đuổi các mẹ ra khỏi nhà. Giờ các mẹ đi hết rồi đó. Giờ nguyên cái nhà này là của em rồi đó. Em muốn làm gì em làm đi. Quá quắc mà. Sao càng ngày càng kỳ cục vậy ta? Thôi, tất cả mọi chuyện này thì cho anh xin lỗi. Tại vì anh dạy nó không được tử tế, cho nên nó mới làm những cái điều mà người khác đau lòng. Thật sự anh cũng không ngờ nó dám làm chuyện như vậy. Bây giờ mặt mũi đâu mà anh nhìn những người thông gia ở bển đây. Thôi anh hai đừng có buồn. Thật ra chuyện này cũng đâu phải do anh hai đâu.
con Thảo nó lớn rồi, nó phải biết nó đang làm cái gì chứ. Đâu phải phụ huynh là có trách nhiệm phải đi theo nhắc nhở con cái cả đời đâu. Mà tội nghiệp thằng Tùng á, chắc nó buồn dữ lắm. Mà em á cũng bậy nữa. Hồi nãy á, em cứ lo nóng giận với con Thảo không à, mà không có để ý rồi không có chia sẻ, không có an ủi gì thằng Tùng hết trơn á. Chọn đồ đi đâu vậy? Lên bệnh viện. Tuần sau trực đêm như đó nhiều. Anh trực đêm thì anh cũng có thể vòng về nhà lấy đồ, hoặc là anh có thể nói em có thể mang lên bệnh viện cho anh mà. Đâu có nhất thiết phải vô trong đó ở luôn như vậy. Em đừng có làm bộ như là em không biết lý do thật sự là cái gì. Để lại em. Tôi cũng không chấp nhận được cái chuyện em đã làm, cho nên là bắt buộc tôi phải dọn đi thôi. Cả hai chúng ta còn có thêm thời gian để suy nghĩ. Anh suy nghĩ cái gì thì anh cũng có thể ở nhà suy nghĩ được mà anh Tùng. Làm ơn đừng có bỏ em đi trong lúc này được không? Làm ơn có thể hiểu em được không? Hình như anh ở nhà thì không thoải mái đúng không? Mà anh thấy những người mà làm em không thoải mái thì kết cục là cũng phải đi ra khỏi nhà. Mày làm cái giống gì vậy hả? Thắng, mày buông ra. Anh, con Thảo nó quậy cái chuyện tài đình như vậy mà anh để yên cho nó được là sao? Bây giờ tối rồi, giải quyết được chuyện gì? Để sáng mai được không? Nhưng mà em nói anh nghe nha, lần này á là anh không được mềm lòng với nó. Phải làm cho ra chuyện cho nó một trận nên thân nó được. Chứ anh nói chuyện nó không có lọt vô tay nó đâu. Chuyện này có dính dáng gì tới mày không mà mày xí vô? Không hề nhanh, dính dáng em chứ. Dính cái gì? Em nói anh nghe nè, cái chuyện á mà em á với vợ em mà ngủ khách sạn á, em suy nghĩ kỹ rồi, là nó gài em chứ không hai á. Con cháu mà nó gài em thì em tức chứ. Mày có bằng chứng không? Bằng chứng gì? Em suy nghĩ kỹ rồi, ngày hôm đó là nó gài em với vợ em, hai người ngủ chung khách sạn. Mày suy diễn nha. Anh đừng có vậy, anh đừng có binh bị giật nó vậy. Em tức chứ, nó gài em lấy vợ mà. Con cháu mà anh vậy sao được? Em tức chứ. Cái gì? Không, mày phải làm, con Thảo làm gì em tức chứ. Đó nó gài em lấy. Sao? Thì ra là anh lấy tôi là anh bị gài đúng không? Anh bị dắt mũi cho nên bây giờ anh nghĩ là anh vẫn tức tối hoài luôn đúng không? Phải, bà xã đừng nghĩ vậy. Anh đây là... ý anh không phải là vậy. Ý anh sao? Anh yêu em thiệt, anh mới cưới em. Nhưng mà em tức ở đây á là tức con nhỏ cháu của anh. Nó xỏ mũi anh, nó dắt anh đi như trâu như bò vậy đó. Nó xỏ mũi nó dắt anh đi vậy anh mới tức. Thì đúng rồi, nó xỏ mũi anh, cho nên chính vì vậy anh mới lấy tôi nè. Nếu mà nó không xỏ mũi anh thì chắc gì anh đã cưới tôi. Không phải, bà xã đừng hiểu lầm vậy. Anh yêu em thiệt tình, anh tự nguyện cưới em. Anh thấy đi, từ lúc mà anh cưới em về á là ngày nào anh cũng vui vẻ, ngày nào cũng hạnh phúc hết. Nhìn vô mắt anh đi, anh nói thiệt mà. Anh Hai nói giùm em tiếng anh Hai. Tất cả là tại mày, mày tào lao, xuôi mày cũng nói được, ngược mày cũng nói được. Tất cả là do mày áp đặt mà. Bà xã, con Thảo đó. Mày nín. Con Thảo đó nó làm cái chuyện gì đó. Mày làm gì vậy? Anh tính nói gì? Anh nói lo thêm. Lo chuyện của mày đi. Mày lo chuyện em mày à, đi. Bà xã. Thật sự là ba rất thất vọng khi con hành động như vậy. Con nghĩ làm sao mà Thảo? Đúng là lúc đầu khi tụi con quen nhau thì các bà ấy khó chịu. Nhưng khi con với thằng Tùng cưới nhau, rồi hai đứa về đó ở chung một khoảng thời gian dài như vậy mà con không cảm nhận được tình cảm của các bà ấy à? Tại sao?
Không phải là con không cảm nhận được tình cảm của các mẹ, cũng không phải là con không yêu thương các mẹ thật lòng. Con có biết là các mẹ cũng không đối xử tệ với con, và rõ ràng là con có thương các mẹ. Nhưng mà ba phải hiểu là lý do tại sao ban đầu con lại hành động như vậy. Với lại thực sự là đã có những lúc con cảm thấy rất ngột ngạt, rất khó chịu khi sống trong cái căn nhà đó một mình con với ba người phụ nữ xa lạ đó. Thực sự đã có lúc con rất là căng thẳng. Bây giờ tất cả mọi chuyện nó đã khác rất là nhiều. Với lại nếu như những gì con làm á khiến cho các mẹ cảm thấy khổ sở thì đúng là con sai. Nhưng mà đằng này ba nhìn đi, cuối cùng thì ai cũng có một cuộc sống hạnh phúc riêng, có một cuộc sống rất là thoải mái. Thì tất cả những gì con làm á cũng chỉ khiến cho mọi người sống hạnh phúc hơn và thoải mái hơn thôi mà. Con thấy nó cũng đâu có gì là sai và quá đáng đâu. Con đừng có lấy kết quả để mà con bao che cái hành động của con. Con cứ nghĩ đi, nếu như thằng Tùng mà nó sống không có các mẹ của nó thì nó sẽ như thế nào? Kết quả như thế nào thì nó cũng là một kết quả tốt. Với lại các mẹ vẫn như vậy, vẫn yêu thương anh Tùng, chứ cũng có bỏ rơi anh đâu. Hơn hết là con muốn nói là chuyện các mẹ dọn đi á, con đâu phải là con ép các mẹ. Nếu như các mẹ không có ý định ra riêng thì con có làm như thế nào á thì các mẹ vẫn sẽ không quyết định như vậy. Với lại ai rồi cũng phải có một cuộc sống riêng thôi, đâu thể nào mãi mãi như vậy được đâu. Từ từ á, rồi anh Tùng cũng sẽ quen thôi à. Anh Tùng cũng sẽ chấp nhận được điều đó thôi. Chấp nhận? Chấp nhận các mẹ chồng con dọn đi hay là chấp nhận chuyện con làm? Con cứ nghĩ đi, các mẹ của con hy sinh tuổi thanh xuân nuôi dạy thằng Tùng khôn lớn để con có được một tấm chồng tốt. Bây giờ con đối xử với thằng Tùng và các mẹ như vậy à? Ba, ngay cả ba cũng không hiểu được những gì con phải trải qua sao? Đúng là ba phải hiểu con nhất chứ. Ba hiểu con à? Không được, chuyện này là con sai rồi. Bây giờ ba quyết định thế này, con phải xin lỗi các mẹ chồng của con, mời mẹ chồng cũ của con trở về nhà. Lúc đó con xin lỗi luôn cả chồng con là thằng Tùng. Nếu con làm được chuyện đó thì tốt, còn không thì con đừng bao giờ nhìn mặt ba. Anh nữa được không? Anh đã nói là anh tức là tức cái vụ con Thảo nó hại mình, chứ không phải là tức cái vụ con Thảo nó hại mình đám cưới. Em hiểu không? Em thấy hai chuyện đó có gì khác nhau đâu. Không phải, hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau chứ. Anh tức con Thảo là tại vì con Thảo nó hại tụi mình, chứ không phải là anh tức cái vụ con Thảo nó hại anh cưới em. Phải chi nó hại anh cưới người khác á thì anh tức nó. Còn cái này là anh tức cái vụ mà nó hại hai đứa mình cưới nhau. Thôi em biết đầu quá. Anh nói gì em thấy mệt quá, anh đi về giùm em cái đi. Em ơi đừng có giận em nữa được. Em không muốn nghe anh giải thích gì hết trơn á. Hai cái chuyện anh tức là tức con Thảo mà. Có lòng vòng hai chuyện đó nó cũng như nhau thôi. Em à, đâu phải chuyện em à. Mẹ, Thảo làm gì hai người vậy mà? Nó hả? Nói thiệt. Anh đi về. Nói nữa. Anh nói nhiều quá, đi về giùm em đi. Nói nhiều quá. Mẹ nói con biết đi mẹ. Thảo làm gì mẹ? Trời ơi, có làm gì đâu con. Con đừng có nghe ông Thắng, ông nói lố sự thật lên vậy đó. Ai nói không làm gì? Em đừng nói vậy, không có được. Con, chú tức lắm, chú phải quay lại chú nói nè. Con Thảo mặc dù nó là cháu của chú, nhưng lần này chú không thể nào binh vực nó được nữa. Nè, nó quá đáng lắm. Nói con nghe, con Thảo tìm cách đuổi ba mẹ chồng ra đường đã là quá đáng tội nặng lắm rồi. Nó còn chơi chiêu à, gạo nấu thành cơm, nó ép chú với lại mẹ chú con đám cưới nhau. Đó, coi có được chưa hả? Anh im đi mẹ. Nói ra cuối cùng á là tại do anh đúng không? Anh bực mình, anh tức là tại vì con Thảo á nó ép anh cho nên anh mới lấy em.
đúng không? Không nếu phải. Mà cô Thảo nó không ép anh á thì em với anh không có lấy nhau sớm. Nói tóm lại là anh không thích cưới em đúng không? Không, anh tức là tức con Thảo. Thấy chưa, anh còn chối nữa hả? Anh nói rõ ràng ý anh là vì anh tức con Thảo nó ép anh lấy em đúng không? Anh tức nó, anh ghét nó tại vì nó mà anh với em mới lấy nhau sớm. Nếu không là anh đâu có muốn lấy em. Không phải em ơi, hai đứa mình lấy nhau là anh phước 10 đời. Nhưng mà tại anh tức là tức con Thảo á, đâu phải đáng anh ơi. Anh vừa mới nói gì tức thì mà anh còn nói nữa hả? Anh nói hồi nào. Anh đi về giùm em cái đi. Con xử con Thảo giùm chú nha. Bây giờ con Thảo làm như vậy nè, làm hai người cãi lộn nhau đó, con thấy chưa? Đi về giùm em cái đi. Đi về. Nè, anh đi về chưa? Nghe anh nói mà. Anh không nghe cái gì hết á. Anh như vậy nữa là em không cho anh vô đây nữa luôn á, anh tin không? Trời ơi, anh về nè. Đi về giùm em đi. Mình thật sự không hiểu gì về Thảo hết. Tại sao vợ của mình lại có thể trở thành một con người như vậy chứ? Trời ơi, ban ngày không thấy mũi, sao tối nó kéo về nó thăm mình nhiều quá vậy trời. Đố một cây nhang mũi mà không si nhê gì hết. Hút thêm cây nữa coi. Bà không thể nào chấp nhận hành động của con được. Nếu con không xin lỗi các mẹ chồng của con và thằng Phúc và mời mẹ của con trở về nhà cho mẹ, thì con đừng bao giờ nhìn mặt ba. Ủa, tới nào sao không gọi điện cho mẹ? Ngợp quá hả con? Biết sao không, mũi quá cho nên mẹ đốt một cây rồi mà nó không xi nhê cho mẹ đốt cây nữa, nó hơi khói nhiều chút. Chút xíu cái nó tàn hết cây mũi, sợ bà mất tiêu không sao đâu. Mẹ ơi, hay là mẹ về nhà ở đi, mẹ về nhà cho nó thoải mái chứ mẹ ở đây như vậy con áy náy lắm. Thực sự con không có muốn như vậy đâu mẹ. Áy náy gì mà không biết áy náy, mới đầu thì không quen, riết cũng quen con. Mới đầu thì buồn ha, nhưng mà không sao, mẹ đâu có buồn, mẹ vui lắm á. Tại chiều nè có ông Chí không? Mẹ, con thật sự xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Giờ con cũng cảm ơn mẹ hôm trước á, mẹ đã nói đỡ cho con. Nhưng mà còn chuyện của mẹ với ba con. Ôi, cái gì xin lỗi rồi cảm ơn gì tùm lum hết trơn. Mẹ nói đỡ cho con, không phải là cái chuyện mẹ đang quen với ba con đâu. Mẹ nghe con nói trước á nha mẹ. Thực sự là con hoàn toàn không có ác cảm hay phản đối gì chuyện tình yêu của ba mẹ và tụi xế chiều hết. Nhưng mà ba mẹ đang là xui gia, ba mẹ không thể nào yêu nhau được. Con cảm thấy chuyện đó nó rất là kỳ cục và rất là khó xử. Con mong mẹ thông cảm cho con. Mẹ biết. Chính vì vậy mẹ quyết định chia tay với ba con. Con yên tâm, ba mẹ không có việc gì phải chia tay hết. Thảo, em quá đáng vậy Thảo. Em đã tìm đủ mọi cách để em đẩy mẹ Cúc ra khỏi nhà. Còn bây giờ em muốn ngăn cấm chuyện ba mẹ yêu nhau nữa hả? Sao em càng ngày càng ích kỷ vậy Thảo? Anh này em nói em không có đẩy mẹ ra khỏi em nhà. Em lấy cái quyền gì? Anh, em đã nói rồi, em không ngăn cấm, em cũng không phản đối chuyện tình yêu của ba và của mẹ. Nhưng mà người đó là ba của em. Anh không thấy là một bên là ba em, còn một bên là mẹ chồng em. Hai người yêu nhau nó kỳ cục lắm hả? Họ là xui gia mà. Thôi cho mẹ can, mẹ xin hai đứa đừng có chuyện gì chuyện của mẹ mà phải gây gổ. Tùng à, chuyện mẹ chia tay với ba của Thảo là tự mẹ quyết định, chứ không phải vợ con có nói tiếng nào vô ra gì hết. Đừng có giận vợ con nghe chưa? Mẹ à, chuyện tình cảm của mẹ mà mẹ, có phải nó bỏ là bỏ mẹ? Mẹ cũng không gì phải nhân nhượng cổ hết á. Cổ cũng không tốt đẹp gì đâu. Anh nói gì vậy? Con hỏi lại hả? Chính cô là người đã cài bẫy chú Thắng với mẹ Trúc đến với nhau. Bây giờ ngăn cản mẹ Cúc với ba Chiến, đâu vô lý vậy? Sao anh biết? Muốn người khác không biết thì đừng có làm. Con thay đổi rồi Thảo à. Con xin lỗi. Thảo à, Thảo. Trời ơi, Tùng ơi là Tùng. Ngồi xuống đấy nghe mẹ nói đi nè. Trời ơi con. Cho dù con Thảo đó, nó có lầm lỗi với mẹ, mẹ cũng không có chấp nhất. Biết sao không?
vợ con là người con gái tốt. Còn cái chuyện mà mẹ với ông Chiến mà chia tay nhau là mẹ muốn tụi con không phải khó xử, hiểu chưa? Chứ không phải là... Ôi, tại sao con không theo năn nỉ nó đi? Nhưng mẹ ơi, con cứ cố chấp như vậy thì mẹ cũng đâu làm khác được đúng không mẹ? Sao giờ con không biết phải đối diện cổ sao nữa. Mẹ ơi, có anh chọn sai người đúng không mẹ? Đừng có nói bậy, không phải là chọn sai người đâu. Con đừng có hiểu như vậy. Thôi, mọi chuyện buồn từ từ sẽ trôi qua, hiểu chưa? Không có gì đâu con, bình tĩnh lại nghe không? Con, nhưng mà bây giờ con làm mẹ thất vọng quá. Ngay từ đầu á, nó có coi ba bà mẹ chồng này là người một nhà đâu. Các mẹ của con hy sinh tuổi thanh xuân, nuôi dạy thằng Tùng khôn lớn để con có được một thâm chồng tốt. Bây giờ con đối xử với thằng Tùng và các mẹ như vậy. Bây giờ anh rất thất vọng về em đó Thảo. Anh không biết là phải đối mặt với em như thế nào nữa. Ủa Tùng. Dạ. Dạ mẹ. Con chưa về hả? Dạ con còn về phải làm. Đóng mình gối này là sao? Con không muốn về nhà hả? Dạ. Tại bây giờ con, không biết phải đối diện với Thảo sao nữa. Sau tất cả những gì con đã làm với ba mẹ. Chuyện này lỗi á là lỗi của con Thảo, không phải là lỗi của con. Con cần gì phải hành xác mình như vậy chứ?
mà mẹ ơi, bây giờ con gặp Thảo á, con cảm thấy là cả hai tụi con không thể nào mà vui vẻ được như xưa nữa. Mẹ không biết cái đó mới là cái chuyện mà hành hạ con đó mà. Mẹ biết, mẹ biết là con rất khó chịu, con rất là đau khổ. Nhưng mà cái sức khỏe là quan trọng nhất. Mẹ không có đồng ý con ở lại bệnh viện này. Ăn uống nè, sinh hoạt nè, ngủ nghỉ, làm sao mà thoải mái bằng ở nhà được. Rồi rủi như con bị bệnh thì sao? Mẹ, mẹ yên tâm đi. Con lớn rồi mà, con biết tự lo cho mình mà. Với lại sẵn, mẹ cho phép con thay mặt Thảo xin lỗi mẹ nha. Chuyện mà Thảo ra bẫy mẹ lại 3 tháng á. Con biết rồi thì đừng có để trong bụng nữa. Ừ, cứ coi như nhờ vậy mà mẹ với ổng mới lấy được nhau. Dạ. Nhưng mà con hỏi mẹ nè. Mẹ, vậy mẹ có thật sự hạnh phúc không mẹ? Ừ, mẹ hạnh phúc, rất hạnh phúc. Nhưng mà mẹ ơi, chuyện đó có khiến mẹ dễ dàng tha lỗi cho Thảo khi mà cổ đã đẩy mẹ ra khỏi nhà không mẹ? Thật ra chuyện mẹ có tha lỗi cho Thảo hay không á, không quan trọng. Quan trọng chính là con kìa. Mẹ không muốn gì những cái suy nghĩ của mẹ mà làm ảnh hưởng đến quyết định của con. Chuyện mẹ nghĩ bây giờ là con phải về nhà chăm sóc cho sức khỏe của mình là chính. Còn mọi thứ con cứ từ từ mình suy nghĩ kỹ lại. Con biết rồi mẹ. Mẹ đừng lo lắng nữa nha. Cho dù con Thảo đó nó có làm lỗi với mẹ, mẹ cũng không có chấp nhất. Biết sao không? Vợ con là người con gái tốt. Có chuyện gì mà em cho gọi anh qua đây sớm vậy? Ngồi đi. Làm gì bữa nay nhiều món quá. Nhà có tiệc hả? Không có gì đặc biệt, không cũng không có tiệc gì trơn á. Tại nay thấy vui cho nên làm nhiều món mời anh ăn vậy thôi. Đâu, anh nhưng ăn mà thử. Toàn là những món anh thích không nha. Anh ăn thử coi anh em nấu hợp khẩu vị anh không nha. Cảm ơn. Chắc chắn là ngon à. Dạ. Ngon. Này nữa nè. Ừ, cục nhỏ thôi. Thôi, ta lỡ ta chặt cục to không à. Ừ. Sao có mình anh ăn hả? Em phải ăn nữa chứ mới vui. Đây. Rồi. Ngon quá. Mình chia tay nhau nha. Chuyện của con Thảo phải không? Em yên tâm đi. Anh sẽ cố gắng nói với nó lần nữa. Chắc có lẽ là được. Em nói cho anh nghe. Em không muốn vì tình cảm của mình mà ảnh hưởng tới tình cảm của cha con anh. Anh biết không? Con Thảo bây giờ nó cũng bị sốc lắm luôn á. Mà Tùng giận nó rồi. Thảo thì bị mọi người xa lánh, nó giận con Tùng, nó giận Thảo, nó phải vô bệnh viện nó ở đó. Vì con Thảo nó cô đơn, bên cạnh nó phải có người thân lo lắng cho nó anh ạ. Tùng vô bệnh viện ở luôn rồi. Anh nghĩ là cái chuyện của con Thảo làm thì nó phải chịu trách nhiệm. Và đây cũng là cơ hội để cho nó trưởng thành. Anh cũng khẳng định với em một điều, anh sẽ cố gắng sắp xếp gia đình, nói chuyện với con Thảo
cái vấn đề mà nó chịu hay không chịu không cần thiết. Anh khẳng định với em là anh sẽ cưới em, không có cái gì làm anh thay đổi được. Anh sẽ cưới em. Vậy là cái chuyện mà con ngủ lại bệnh viện là đúng thật rồi. Dạ, tại thực ra thì con cũng có lịch phải trực ở trên bệnh viện á ba, cho nên là con mới tính ở trên này cho nó tiện thôi à. Con ngồi xuống đi. Thật sự thì ba không thể nào binh được con gái của ba, bởi vì Thảo làm những cái điều sai trái đối với mẹ của con. Ba cũng không yêu cầu con phải tha thứ, nhưng mà con nên nhớ rằng con đã có ngôi nhà và con phải về nhà, chứ con không thể nào ở như thế này được, hiểu không? Cái người mà đáng ra khỏi nhà là con Thảo chứ không phải là con. Ba đừng có nói vậy ba. Sao mà để vợ ra khỏi nhà được? Thì tại nhà của con cũng là nhà của Thảo mà. Chỉ là tại giờ nhất thời con không biết phải đối diện với Thảo sao hết. Tại con cũng cần một cái không gian riêng để con suy nghĩ nhiều thứ lắm, cho nên là con mới tạm ở đây thôi. Ba thấy là không có được. Con làm bệnh viện mà con ở lại, tất cả mọi người đều biết chuyện hay ho gì. Rồi mẹ của con biết chuyện là con sống ở đây cực khổ, con Thảo lại thêm tội nữa, đúng không? Con nên về nhà. Vậy nha. Ba. Gì? Con sẽ về nhà, nhưng mà còn chuyện ba là em phải cút á. Ba đừng có vì Thảo rồi ba suy nghĩ nhiều hay là ba lo lắng nữa. Con ủng hộ ba. Ba cảm ơn con. Ba hứa với con là ba sẽ chăm sóc mẹ Cúc của con thì ba phải giữ lời. Cuộc sống bây giờ khó khăn lắm. Khi hai người bên nhau thì phải biết trân trọng, phải biết tin tưởng. Nếu mà mình buông tay thì coi như mình đã phụ lại chính những quyết định ban đầu của mình rồi con ạ. Dạ. Cảm ơn ba. Can thiệp vô đâu. Trời đất ơi, bây giờ chuyện nó ra nông nổi này rồi mà mày còn căng thẳng như vậy là đổ vỡ gia đình luôn đó. Ai sai thì sai một mình đi, chứ tao thấy tao không có sai gì hết trơn á. Tại sao mọi người không hiểu cho tao, không hiểu cho tao là lý do tại sao tao phải làm như vậy, ngay từ đầu tao phải chịu những cái chuyện gì mà cứ bắt tao phải hiểu ngược lại cho mọi người vậy? Có ai đã từng hiểu cái cảm giác của tao chưa? Với lại những gì tao làm á, đến giờ phút này cũng có tổn thương gì với ai đâu, cũng chỉ là việc tốt thôi mà. Tại sao mọi người không nghĩ đến cái mặt tốt của nó? Ai rồi cũng phải có một cuộc sống riêng thôi. Tao làm chuyện này cũng là muốn cho mọi người hạnh phúc và thoải mái hơn thôi mà. Tại sao lúc nào mọi người cũng chăm chăm đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của tao? Rồi, tao hiểu. Tao không cam tâm, mày hiểu không? Nhưng mà bây giờ mày không cam tâm thì mày cũng giả bộ cam tâm đi. Bây giờ mày phải xin lỗi một cách thật là thành khẩn. Tao nghĩ là mày cứ xin lỗi thôi rồi chuyện gì nó cũng êm xuôi hết trơn à. Bây giờ hai bên gia đình có ai còn muốn nhìn mặt tao nữa đâu mà xin lỗi. Thì giờ mày đi lấy lòng từng người đi. Giờ tranh thủ kéo được đồng minh nào thì càng tốt. À,
mẹ Cúc đó. Bây giờ mày tìm cách để mời mẹ Cúc về nhà lại đi. Biết đâu anh Tùng thấy mẹ Cúc về rồi anh Tùng suy nghĩ lại sao. Tao không biết phải đối mặt với mẹ Cúc như thế nào nữa. Mày biết đó, đúng là từ đầu tao cảm thấy không hòa hợp với gia đình ở bên chồng tao thiệt. Nhưng mà đến giờ phút này á, tao có thương các mẹ. Tao thương các mẹ thật lòng và tao cũng biết là các mẹ rất là thương tao. Nhưng mà cứ mỗi lần mà tao nhìn mẹ Cúc xong rồi tao nghĩ đến cái chuyện mẹ Cúc của tao với ba tao, hai người họ đang yêu nhau, tao cảm thấy rất là khó chịu. Tao cảm thấy không thể nào chấp nhận được, hiểu không? Trong lòng tao cảm thấy khó chịu dữ lắm. Mặc dù á là mẹ Cúc nói là sẽ chia tay, nhưng mà sao? Nhưng mà rõ ràng là hai người họ yêu nhau và tao cảm thấy rất là khó xử. Thôi thôi thôi, mệt quá, thôi chuyện này bỏ qua đi. Tao nói cho mày nghe, nếu như mà hai người đó có duyên nợ với nhau thì không tới lượt của mày tính đâu. Bây giờ mày làm sao mày tìm cách mày lôi mẹ Cúc về nhà đi. Đi đi. Thôi mệt quá. Deadline còn cả đống như nè, bữa khác đi. Deadline cái gì nữa, bây giờ chuyện nhà của mày quan trọng hơn. Bắt quá thì tao đăng bài giùm cho mày, cho mày đi đi. Nhưng mà tao sợ lỡ tao không thành ý tới cùng, hoặc là tao có lỡ lời gì đó rồi cuối cùng mẹ Cúc cũng ghét tao như những mẹ kia rồi sao? Nè, không hay uống miếng đi cho đỡ căng thẳng. Mệt quá, không uống đâu, giờ này còn uống nữa. Sao vậy? Tao thấy bình thường mày thích uống cái hiệu này lắm mà. Hớp miếng thôi. Miếng thôi đó nha. Ừ. Trời cái con này. Một miếng của mày đó hả? Trời đất ơi, thành ý của crush tao còn chưa có nhận được một miếng nào mà một miếng của mày nó không hết ly của tao luôn rồi. Có thật mới nhận được đạo. Một crush nào? Cái ông bữa giờ tặng hoa hả? Ừ. Rồi lúc cô mày biết là ai chưa? Anh nói với tao là chưa phải lúc. Trời ơi, thấy vậy chứ bạn của mày dạo này hơi bị đắt show đó nha. Thôi mày lo chuyện của tao làm chi, đây là bí mật. Giờ mày đi lo đi, kêu mẹ Cúc về đi kìa. Đi đi. Lẹ đi. Chúc bạn mày may mắn đi. Chúc may mắn. Tôi nói nghe nè, để bữa nay tôi trực đi, để ngày mai bạn trực được không? Bác sĩ Tùng trực cả tuần lận, lần hôm nay bạn liền cho tôi đi chứ. Không được, ngày mai tôi bận rồi. Ngày mai thôi được rồi, vậy thì hôm nay bà sắp cho bà đi, ngày mai bà sắp cho tôi nha. Ok, vậy tôi lên lịch nha. Được rồi, bà lên lịch đi. Ừ, ok, ok. Dạ, thưa giám đốc. Dạ, thưa giám đốc. Có chuyện gì vậy? Dạ, không có gì đâu giám đốc. Tôi mới nghe bác sĩ Tùng như thế nào? Dạ, không có gì đâu giám đốc. Đưa lịch trực tôi xem. Gì vậy? Tặng cho em à. Chứ không phải anh đang giận em hả? Cái gì? Thương không hết mà giận cái gì? Anh suy nghĩ thông suốt rồi. Thông suốt chuyện gì? Anh kể cho em nghe. Mới hồi nãy nè, có cặp vợ chồng kia đi vô shop quần áo, anh mua quần áo mà dắt theo đứa con nhỏ xíu vậy nè. Trời ơi, vô nó quậy banh xác luôn á. Nó qua la rồi nó nhảy, nó quăng đồ quăng đạt, rồi nó cười rồi nó khóc. Nhức đầu với nó luôn á. Rồi sao? Con nít nhìn cái mặt dễ thương vậy thôi, chứ mà nó quậy quá quậy. Mình lớn tuổi rồi, chăm sóc nó không nổi đâu. Mệt, nhức đầu nữa. Nên quyết định rồi, mình không cần thiết có con đâu. Anh nói thiệt không? Anh nói thiệt. Bây giờ khoảng thời gian dành cho con, chăm sóc cho con, mình hãy dùng cái khoảng thời gian đó, hai đứa mình hẹn hò lãng mạn còn thú vị hơn. Anh đọc hồ sơ bệnh án của em rồi đúng không? Cái đó không quan trọng nữa.
Quan trọng là anh suy nghĩ nè. Chỉ cần hai đứa mình yêu thương nhau, chăm sóc cho nhau. Còn cái độ tuổi của mình á, mà bây giờ có con hả, là nó cũng nguy hiểm tới tính mạng nữa. Bây giờ hai đứa mình chăm sóc cho nhau, yêu thương cho nhau, dùng những khoảng thời gian đó, những giây phút lãng mạn ấm cúng bên nhau còn hay hơn cuộc đời nữa. Nè, hứa với anh, không có buồn nữa, vui vẻ, và không được nhắc tới chuyện con cái nữa. Mãi yêu em, mong ngoéo. Cảm ơn anh. Mong ngoéo. Mời bác sĩ vào khám bệnh. Mãi yêu bác sĩ. Trời ơi, đi đi. Bác sĩ ơi. Thôi, chiều gặp chị nha. Trời ơi. Ủa Thảo, nay làm gì sớm hả con? Ngồi đi, mẹ làm nước cho uống. Dạ, thưa mẹ. Uống nước đi con. Coi coi có hợp khẩu vị không. Cam mẹ mới dắt á, ngọt á thì mọ bỏ đá thêm, còn chua thì bỏ thêm đường nha con. Dạ con cảm ơn mẹ. Mẹ, hay là mẹ về nhà lại với vợ chồng tụi con nha mẹ. Mẹ đã dọn ra riêng rồi thì cho mẹ ở đây đi, dọn về vợ chồng con bất tiện. Mẹ biết, mẹ biết là vợ chồng son cần có một cái không gian riêng tư. Với lại mẹ ở cái quán này cũng được rồi, cũng thoải mái, không sao đâu con. Tùng sao rồi? Dạ mấy nay ảnh giận rồi, ảnh không có ở nhà, ngày nào ảnh cũng ngủ trên bệnh viện á. Mẹ nghĩ nó giận thời gian rồi nó cũng quề chứ sao ở trong bệnh viện hoài được con. Không biết là tới khi nào nữa, nhưng mà lần này ảnh giận con dữ lắm. Hình như là anh Tùng anh hết thương con thiệt rồi mẹ ơi. Mẹ này nói đừng có suy nghĩ nông cạn như vậy. Chồng con thương con dữ lắm, hiểu chưa? Cho nó thời gian đi, nghe không? Dạ. Cũng một phần là lỗi của con, nhưng mà lần này ảnh giận dữ lắm. Ảnh nghĩ là tại con mà mẹ Cúc phải chịu khổ cực, phải ra ngoài quán ở như vậy. Bây giờ con có gọi điện, con có năn nỉ, con có nói gì thì anh cũng làm lơ hết. Đâu phải lỗi của con đâu, tại mẹ đi chứ đâu phải là con biểu mẹ đi đâu. Mẹ cũng một phần lỗi của con, hay là mẹ, ảnh thương con nhưng mà anh cũng thương các mẹ nữa. Hay là mẹ về nhà mẹ ở lại với tụi con nha. Thưa mẹ con đi. Nè sao kỳ vậy? Chồng tới thì phải vợ chồng ngồi nói chuyện chứ sao tự nhiên thấy chồng tới rồi bỏ đi là sao con? Dạ ở trên tòa soạn của con á có mấy công chuyện con phải làm gấp. Con đi trước với mẹ. Thưa mẹ con đi. Cô tới gì vậy mà? Ngồi đây mẹ nói chuyện chút coi. Sao kỳ cục vậy? Sao tự nhiên vợ chồng mà tự nhiên người này thấy người kia bỏ đi, còn người kia lạnh lùng là sao con? Trời ơi, vợ chồng trẻ mà phải thương yêu nhau chứ sao xa cách nhau hoài vậy? Rồi con nghĩ con xa cách suốt đời được không? Nếu mà con kiểu đó là hai đứa con xa nhau thiệt luôn đó nghe. Thà là như vậy, chứ mẹ không hiểu cảm giác con lúc này đâu. Con đang rất là khó chịu luôn á. Con không có thay đổi gì hết á, vẫn rất là ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình không à. Rồi giờ một mình ở nguyên cái nhà bự như vậy, còn mẹ nè, mẹ phải ở cái quán như vậy. Là con á, con nhìn con thấy con bất hiếu lắm luôn á, mẹ có hiểu không? Mẹ biết con hiếu thảo với mẹ, nhưng mà con ơi, con trách làm vợ con rồi. Cái sự ra đi của mẹ là tại mẹ ra đi. Mẹ muốn cho tụi con, vợ chồng son có một không gian riêng tư, chứ đâu phải vợ con đâu mà con trách như vậy. Hả? Bây giờ con không có dọn về. Nếu như con dọn về á, là con thỏa mãn cái sự ích kỷ của cổ rồi.
Mẹ thấy không? Rồi đó, bây giờ con ở một mình như vậy con cảm thấy chóng vắng quá, cho nên nó muốn lôi kéo tất cả mọi người đi về ở chung với cổ. Để chi? Cũng là thỏa mãn cái sự ích kỷ của cổ, nghĩa là cổ muốn cái gì là tất cả mọi người phải làm theo, vậy đâu có được. Trời, mẹ thấy không? Mẹ tưởng là mẹ dọn đi vợ chồng con sẽ vui vẻ hạnh phúc, đâu có ngờ mẹ dọn đi rồi con cũng dọn ra riêng con ở là sao. Nghe mẹ nói nè, người ta về làm dâu chỉ có một bà mẹ chồng thôi, còn đằng này con Thảo nó vô nhà mình nó làm dâu tới ba bà mẹ chồng lắm. Con đặt mình vào tâm trạng của con Thảo thì rồi con mới biết, hiểu chưa? Chứ nghe mẹ nói nè, bỏ qua hết đi con, dù sao vợ con cũng trẻ người non dạ, từ từ cứ nó suy nghĩ nghe. Bộ mẹ nói vậy là mẹ không có giận cổ hả? Giận hơn gì nữa, nói chung là hồi đầu nó có giận đó, tại vì nó làm cái gì cũng không được, nó hậu đậu lắm. Nhưng mà rồi giận rồi cũng vậy thôi con, bây giờ mình là gia đình rồi, mình là người một nhà còn giận hơn gì nữa. Bây giờ nghe lời mẹ, mẹ thấy giờ hoàn cảnh tụi con vậy thôi mẹ không ở đây nữa, mẹ về nhà ha cho con vui, nhưng mà con cũng hứa với mẹ là con cũng phải về nhà nghe. Nghe chưa? Tôi về rồi cũng phải về, nghe không? Cho nhà cửa nó vui vẻ con à, chứ nhà bự vậy một mình con Thảo ở nó lạnh tanh à, buồn lắm con à. Dạ rồi, vậy con sẽ dọn về. Mà con dọn về là vì các mẹ chứ không phải vì cổ đâu. Biết, mẹ biết. Nghe, cho vợ con có thời gian đi nghe. Sao bà dọn đồ hết chưa? Trời ơi bà nghĩ đi, tôi có cái gì nhiều đâu mà cần phải dọn. Ủa bà Cúc, tôi nghe nói là bà đang định dọn về nhà hả? Đúng rồi, bà Cúc phải dọn về nhà để bà giảng hòa cho vợ chồng của ông Tùng đó. Thà là bà ở đây đi nha, tôi không có đồng ý bà dọn về nhà đâu. Trời, sao nó bà gay gắt dữ vậy trời. Bà nghĩ đi, bà dọn về nhà có nghĩa là tụi mình xuống nước với con Thảo, mà tôi là tôi không đồng ý như vậy. Nè, tôi nói cho bà biết nghe chưa, bà Cúc dọn về nhà hả, rồi cái xong cái bà khuyên được thằng Tùng trở về nhà đó, tôi thấy đó là ý tốt mà. Chuyện của thằng Tùng á, để đó từ từ tôi khuyên nó ha. À, bây giờ mình không có được xuống nước với con Thảo hoài như vậy nó lờn mặt, mấy mốt nó đâu có coi tụi mình ra cái gì. Nè, nghe tôi nói nè bà ơi, bà đừng có làm căng như vậy. Tôi thấy con Thảo bây giờ nó xuống nước rồi đó, thì cho nó cơ hội đi. Bà không nghe người ta nói hả, cái dây đàn mà bà kéo căng quá nó sẽ đứt. Nó đứt là dột rồi, cũng như vợ chồng nó đang quỵ với nhau, mình làm căng quá là đứt cánh luôn. Bà thấy vậy bà vui sao? Nè, bà bình tĩnh lại đi. Bà Cúc bà nói đúng rồi đó. Bây giờ là con Thảo nó đã biết điều, nó đã lùi một bước rồi, thì bây giờ mình tiến một bước, mình giảng hòa với nhau đi. Mà tôi nghĩ con Thảo là người biết lý lẽ mà. Tôi là nghĩ khác. Tôi nghĩ là con Thảo nó làm bộ vậy thôi. Làm bộ nó xuống nước để chi? Để ông Tùng trở về nhà, chứ nó chưa có thật sự biết lỗi đâu. Hay nè, bây giờ biết nó thật sự biết lỗi hay chưa đó, thì cái bữa họp mặt gia đình hai bên nó sẽ biết liền. Họp mặt gì? Là vậy, tôi với lại bà Cúc á, là hẹn bà với anh Xui để nói chuyện là sắp tới đây nè, mai hoặc là mốt cũng được. Mình sẽ tổ chức một buổi họp mặt là gia đình ăn uống với nhau, để mình giải quyết cái chuyện căng thẳng giữa tụi thằng Tùng. Đó, tôi thấy chuyện nó được mà. Mà nói nghe nè, bữa đó họp mặt là vui vẻ giùm nghe. Đừng có làm mặt căng rồi con Thảo nó sợ rồi nó bỏ đi nữa, cái khổ nữa nghe. Ê, tôi thấy bà dạo này lạ lạ nha. Sao? Bà làm gì tự nhiên bà hiền quá vậy? Tự nhiên rồi bà không có sân si, không có sừng cồ lên mà bà ngoan hiền dữ vậy hả? Bà nói tôi mới để ý đó nha, từ nãy giờ cái tông của bà xuống vậy nè. Ê, bà tu ở luyện trên núi nào mà bữa nay bà hiền quá vậy? Có tu luyện ở đâu đâu, qua cơn bão nhà mình là cũng rút ra được một bài học rồi. Dĩ hòa dĩ úy là hơn. Đúng, thôi rồi. Vậy đi nghe, nhớ nghe chưa, vui vẻ trong được cao có nghe. Còn chuyện cười lên đi. Thì cười rồi. Mà chuyện bà với ông Chí làm sao? Anh hai. Chào mọi người. Ê, đi vô chậm, tôi làm cho bà cái món nước uống này ngon lắm. Nước gì mà bà biết làm? Tôi mới nghiên cứu. Đi. Tụi tôi vô nhanh kiếp. Anh ngồi đi. Nghe nói là ngày mai Cúc về nhà phải không? Dạ. Em về bển rồi có cái buổi họp mặt hai bên gia đình, mời anh qua nghe. Nhưng mà chỉ sợ là con gái của anh thì nó không đồng ý.
Cái chuyện của tụi mình tính sao đi. Bây giờ vợ chồng nó vui vẻ hàng gắn là vui rồi. Hỏi nữa, em luôn me chị mà. Chị, em mặc đồ bảnh tỏn vậy là để dễ dụ người ta. Dụ người ta? Thiệt mà, chú Thắng nói phải ăn mặc lịch sự vô thì người ta nhìn vô mới biết mình là người có tiềm năng. Còn hai cái tay mà để ngay rúng là em tự nghĩ. Công nhận á, là không biết em dụ được ai không, mà chưa gì là dụ được chị rồi đó. Thôi không, chị là chưa bao giờ nha chị. Chưa bao giờ em dụ được chị nha, chị nói gì vậy? Công nhận chuyên nghiệp thiệt, doanh nghiệp nào mà ông tuyển em á chắc là thiệt thòi cho người ta lắm. Em cũng nghĩ vậy. Thêm một doanh nghiệp nữa thiệt thòi rồi chị. Bây giờ công ty khác người ta đuổi em luôn rồi chị. Thôi không có sao hết đó, thì mình mới đi xin việc thì cũng phải gặp vấn đề này vấn đề kia thì mình mới có thêm kinh nghiệm chứ. Nè, bộ người ta đợi ý hả? Dạ không, tin nhắn này là của người khác. Thôi vậy nha, cảm ơn chị đã khuyên em. Thôi mệt quá à, có gì lát nói sau nha. Đang bận nấu đồ ăn tối cho đến 8 người ăn lận. Trời ơi. Ủa, ngày xưa ai nói cứng lắm mà. Giờ hả, không những xuống nước mà còn xuống bếp nấu 8 người. Thì tại vì ba nói đó. Không cam tâm thì cũng phải giả bộ cam tâm đó. Tôi á, là tại vì tôi cũng muốn mệt quá, căng thẳng quá cho qua chuyện lẹ thôi. Cả nhà vui vẻ chứ tôi thấy trong lòng tôi vẫn còn ấm ức á. Thôi, làm ơn đi Thảo, tôi lại mày luôn á. Bây giờ á, mặc dù mày chưa có thấy gì sai thì mày cũng nhận mày sai đi. Chứ để nhà cửa lục đục vậy không có vui vẻ gì đâu. Rồi, biết rồi, thì đang mắt nhắm mắt mở nè, chịu chưa? Thôi, vậy nha, cúp máy à. Tối nay anh ngủ nhà. Có ai nhà không? Chú Thắng. Dạ mẹ chú. Thưa chú Thắng, thưa mẹ chú. Chú. Con gái, xưng hô kiểu gì kỳ cục vậy? Mẹ Trúc là phải kêu bằng ba Thắng, về đây là phải xưng hô vậy. Thí dụ như về nhà mình á là kêu bằng chú Thắng, thím Thắng thì được, ở đây là phải kêu bằng ba Thắng hay chưa. Trời ơi, con gái nấu cái gì thơm quá vậy? Dạ con nấu mấy cái món ngon để tối nay cả nhà mình ăn tối với nhau nè. Nghe cái mùi là biết ngon rồi, cho chú ăn dụng miếng được không? Nè anh à, ở đây không phải là nhà của mình, anh đừng có tự nhiên, đừng có thoải mái như vậy được không? Anh biết rồi đó. Thấy chưa, con phải đặt chơi chiêu gạo nấu thành cơm chi. Để giờ chú bị kìm cặp, không có được tung tẩy, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, ăn dụng còn không được mà. Thấy bị kìm cặp chưa? Giờ sao, anh muốn thoát ra khỏi cái kìm cặp này đúng không? Đâu có,
Anh còn cảm ơn Thảo không hết nữa mà. Nhờ nó chơi chiêu gạo nấu thành cơm mà anh cưới được một người vợ là ngoan hiền còn giỏi giang nữa, chỉ dạy anh những điều hay lẽ phải, không được hồ đồ nữa, hay quá trời. Để anh ra ngồi với em nha. Ra ngồi với em nha. Dạ mẹ Trúc, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi chú Thắng. Vì chuyện con gán ghép trước đây, con đã tự ý làm mà không có nghĩ đến cảm xúc, cảm nghĩ của hai người ạ. Trời ơi, chuyện cũ rồi, bỏ qua đi con. Nhiều khi á, phải cảm ơn cái chiêu gạo nấu thành cơm của con. Mẹ Trúc con cũng phải cảm ơn nữa, nhờ như vậy mà hai người mới đến được với nhau, rồi sống chung hạnh phúc vui vẻ vậy nè, hai em ha. Mẹ bỏ qua lỗi cho con à. Ủa, Tùng. Mẹ chưa mới quà. À, Tùng. Ủa, bữa nay về nhà ngủ rồi hả con? Hết thích ngủ bệnh viện rồi hả? Anh này. Dạ. Tại con có việc ở trên đó nên con mới phải ngủ lại bệnh viện. Không có ngủ nhà vẫn thoải mái hơn chứ chú. Đúng rồi, ở nhà vui hơn chứ. Ai đăng hình sao giống khoai vậy ta? Hẹn hò với trai trẻ. Bạn này tên là Cẩm Chướng. Nè, bộ người ta đợi ý hả? À, dạ không, tin nhắn là của người khác. Thôi vậy nha, cảm ơn chị đã khuyên em. Vậy là Khoa hẹn với Cẩm Chướng tỏ tình hả? Còn nửa trứng hụt vịt kìa, anh gắp em ăn nè. Thôi, em no rồi, em không ăn đâu. Anh hai, còn nửa trứng hụt vịt nè, em gắp anh nha. Cảm ơn. Anh no luôn hả? Chị Cúc, chị Mai, em gấp hai chị ăn nửa chút vịt nha. Thôi tôi không ăn. Thì chú ăn đi. Thôi anh ăn đi. Trời ơi, người nhà mình lạ quá. Tự nhiên tập trung lại đông đúc, ai cũng mắc cỡ, sĩ diện hết. Còn có một miếng à, ai cũng nhường phần hết. Tôi đây mặt dày rồi, sĩ diện nào đằng này nữa. Tôi dứt luôn. Ê, bây giờ nè, cuối bữa tiệc á, tôi mới nói cái ý này nha. Hồi nãy nói sợ mít lòng, bây giờ phải nói thuốc đắng thì giả tật, sự thật thì mất lòng. Nhưng mà phải tới nói điều này mới được. Chú ơi, có chuyện gì mà căng thẳng như vậy chú? Thảo, đồ ăn của con ở đây nấu á, chú thấy... Con nói đồ ăn sao? Có cái gì đó làm chú khó chịu hay là không hợp khẩu vị chú hả? Chú thấy... Sao hả? Ta nói nó ngon. Trời ơi, bây giờ nè, chú phải khoe con nha. Cái lúc mà con ở nhà con nấu đồ ăn hả, chú ăn không nổi, chú toàn nuốt chậm không mà không dám nhai á. Bữa nay ăn ngon dễ sợ, con lên đẳng cấp, lên level lắm nha Thảo. Chú này kỳ quá. Thôi bớt lại giùm tôi đi anh Thảo. Quá này, chú làm con hết hồn mà. Tại vì nói chung là con cũng biết là hồi xưa con nấu ăn cũng rất là dở, nuốt không có được thì cái đó là chuyện đúng rồi, đâu có gì đâu mà chú sợ mất lòng. Con cũng cảm ơn ba mẹ là nhờ có thời gian qua con làm dâu của các mẹ, xong rồi thời gian dần trôi qua cũng nhờ các mẹ chỉ dạy mà bây giờ con cảm thấy là con cũng tự tin hơn trong cái vấn đề nấu ăn. Nếu mà không có các mẹ thì chắc con cũng không biết phải học cách làm phụ nữ làm sao nữa. Để nói cho mọi người nghe, mới đầu mà khi mà tôi chưa có dâu á thì ba bà mẹ đều lo lắng cho cái gia đình này, nhưng mà từ khi có dâu rồi tôi phải truyền nghề lại cho cô dâu, tại vì tương lai á là cổ sẽ là trụ cột của cái nhà này, tại vì mọi người nào cũng có một cái mái ấm riêng rồi, đúng không? Đó, cho nên những cái gì mà tôi biết truyền hết coi là nhiệm vụ sang qua cho cô đó. Nên cụ đó ăn ngon lên tay là đúng rồi. Trời ơi, chú thấy à, càng ngày con càng chững chạc đứng đắn nha. Trời ơi, người ta thường thường hay quan ngại là
mẹ chồng nàng dâu, đằng này còn tới ba bà mẹ chồng, mà ba bà mẹ chồng ai cũng yêu thương chỉ dạy con vậy. Hay quá trời, hợp lý quá chừng. Dạ. À, thôi bây giờ mọi người ăn uống xong rồi cái mình cùng nhau dọn dẹp ha, rồi mình có tivi. Dạ dạ. Wow. Có chuyện gì nữa vậy anh hai? Tôi có ý kiến vậy. Chuyện gì vậy ba? Mày đại hội gì vậy ta? Chuyện gì đó? Có chuyện gì mà trịnh trọng dữ vậy anh hai? Thật sự mà nói thì hôm nay cái không khí gia đình rất là vui. Mọi người ai cũng vui vẻ. Cho nên tôi sẽ mượn cái không khí này, tôi sẽ quyết định và tôi sẽ hỏi một cái chuyện rất là quan trọng. Cúc có chấp nhận lập gia đình với tôi không? Cúc có đồng ý lập gia đình với tôi không? Cầu hôn.